Nibiru, ngôi sao lớn thứ 12 trong hệ mặt trời, xuất hiện trong quá khứ xa xôi. Thế giới bởi vì thần thoại phục hồi mà thay đổi, toàn dân lãnh chúa thời đại chính thức đến. Văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối. Diệt bách tộc, trảm chư thần, phá tù tỏa, đạp tinh hà, phàm là đao phong nhân tộc ta chỉ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đối mặt với đại hạo kiếp bao la hùng vĩ này, hắn lập chí làm người tàn nhẫn cuối cùng của nhân tộc. Chương 1 Tử vong chi đồi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng thảm họa cuối cùng của toàn dân lãnh chúa chương 1 Ngọn đồi tử thần hạ thiền chán ghét, ánh mặt trời xuyên qua cành lá rậm rạp bị cắt thành từng mảnh nhỏ, ở trên mặt đất ném xuống đồ án hình học bất quy tắc. Đại học Tây Kinh, phòng học dịch kinh và dự đoán học chuyên ngành, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, sóng nhiệt mùa hè xuyên qua, lão giáo sư tóc hoa râm trên bục giảng ngữ khí vang dội. Vào đầu thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một thành phố của một nền văn minh tiền sử có niên đại khoảng 3.600 năm ở thung lũng Indus, và phát hiện này cũng từng là nguồn gốc của thiên trúc cổ đại, nhưng thật kỳ lạ, từ các dấu hiệu khảo cổ cho thấy nền văn minh tiền sử này dường như đột nhiên biến mất. Và trong thành phố văn minh này, có một thành phố cổ có dấu hiệu bị đốt cháy và tan chảy, và sau khi nghiên cứu các bức tường còn sót lại của thành phố cổ này, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nhiệt độ của đám cháy lên tới 14 đến 15 độ C vào thời điểm đó. Phải biết rằng như vậy khủng bố nhiệt độ, chỉ có tại hiện đại lò luyện kim trong lò, mới có thể đạt tới. Lão giáo sư đỡ khung kính lão, dừng một hơi, tiếp tục nói. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, ở trong thành cổ lại phát hiện một ít thi hại cư dân hóa thạch có chiếu phóng xạ hạt nhân, thậm chí lúc đó các nhà khoa học còn ở trong tòa thành cổ này, tìm được vật thể thủy tinh thạch chất hóa chỉ có sau khi nổ hạt nhân mới có thể sinh ra. Nhận thức thông thường của lịch sử cho chúng ta biết, cho đến cuối thế kỷ 20, nhân loại chúng ta mới thực sự làm chủ được vũ khí hạt nhân. Làm sao có thể xuất hiện vũ khí hạt nhân trong thời kỳ văn minh tiền sử cách đây hơn 3.600 năm? Tòa cổ thành này, chính là hiện nay thế giới ba thiên tai tai họa chưa giải được bí ẩn tử vong chi khâu việc phát hiện ra ngọn đồi tử thần đã từng trở thành một trong những bằng chứng quyết định về sự tồn tại của vũ khí hạt nhân trong thời cổ đại nói xong lão giáo sư trịnh trọng viết xuống một hàng chữ to trên bảng đen nguồn gốc của nhân loại thuyết tiến hóa sinh vật không đứng vững hoặc thuyết sáng tạo của nền văn minh ngoài trái đất dỗ nhìn thấy hàng chữ này trong phòng học tất cả mọi người nhất thời cười vang tại bây giờ cái này khoa học tối thượng xã hội thần sáng luận cái này mê tín thuyết pháp không thể nghi ngờ lộ ra là như vậy buồn cười cùng buồn cười lão giáo sư đỡ hốc mắt mỉm cười như là đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cảnh tượng trước mắt này tại sao phải nói là thuyết tiến hóa sinh vật đứng không vững quả thật từ khi các nhà khoa học xác định rằng loài người là do khỉ tiến hóa mà thành từ đó thuyết tiến hóa đã hoàn toàn đánh bại thuyết sáng tạo trở thành chân lý khoa học trong mấy trăm năm qua. Nhưng là, căn cứ những năm gần đây khoa học cùng khảo cổ học tiến bộ, sinh hóa tiến hóa luận các loại lỗ hổng cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên mặt nước, dựa theo tiến hóa luận logic. Nhân loại tiến hóa không thể nghi ngờ là thập phần chậm chạp, mỗi lần đại tiến hóa đều cần gần trăm vạn năm thời gian, nhưng là nhân loại chúng ta cộng tổ người không ngoan, lại tự hồ như là trong một đêm đột nhiên xuất hiện. Nếu Homo sapiens tiến hóa từ Homo erectus, thì phải có một loài chuyển tiếp giữa Homo sapiens và Homo erectus. Nhưng trong những năm gần đây, không có bằng chứng nào cho thấy Homo sapiens tiến hóa từ Homo erectus, bất kể từ cấu trúc phân tử hay hóa thạch khảo cổ học của con người. Lão giáo sư lẩm bẩm. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, tại Homo sapiens không sống móng chết giết chết tất cả những người khác chủng về sau, bốn vạn năm trước lại đột nhiên xuất hiện chỉ số thông minh khai thác nông dân Pro-Roman, sau đó lại vẻn vẹn qua ngắn ngủn ba vạn năm, nhân loại liền xuất hiện văn minh, đoạn này khai thác tiến hóa lịch sử, trở thành tiến hóa luận lớn nhất chưa giải bí ẩn. Trong phòng học, nương theo thanh âm từ tính của lão giáo sư tiếp tục giảng thuật, trong lúc nhất thời chậm rãi trở nên lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người cũng bắt đầu dần dần treo lên một chút ngưng trọng. Là nhóm sinh viên đầu tiên của dịch kinh và thăm dò học, sau khi biết được quốc gia đột nhiên mở chuyên ngành dịch học, bọn họ cũng ông thái độ nghiền ngẫm xem kịch không cho là đúng. Chẳng lẽ quốc gia còn muốn bồi dưỡng ra một đám thần côn sao? Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện sự tình tự hồ không có đơn giản như vậy. Trên bục giảng, câu chuyện của vị giáo sư già vẫn tiếp tục. Khi ngày càng có nhiều hiện vật thời tiền sử được khai cuộc liên tiếp, ngày càng có nhiều bí ẩn chưa được giải quyết nổi lên. Ví dụ như lịch thiên văn có độ chính xác cao của các nền văn minh tiền sử, các nhà khảo cổ học sau khi khai cuộc di tích của nền văn minh Sumer 6.000 năm trước đã phát hiện ra một tấm bản đồ sao khắc trên phiến đá, trên đó có đánh dấu 12 thiên thể, ngoài mặt trời, mặt trăng, nước, vàng, lửa, gỗ, đất và bản thân trái đất, còn có thiên vương tinh, sự tồn tại của hải vương tinh mà con người cổ đại căn bản không thể phát hiện ra. Ví dụ như nền văn minh thượng cổ bị hủy hoại bởi chiến tranh hạt nhân, chính là khu vực tử vong mà chúng ta vừa nhắc tới. Lại ví dụ như, không cách nào lý giải kiến trúc tiền sử xây dựng, cổ La Mã kim tự tháp vân vân. Đi một vòng lớn, chúng ta vẫn quay trở lại câu hỏi triết học cuối cùng, chúng ta đến từ đâu? Lúc này, có một vị nam sinh nhịn không được giơ tay nói. "Giáo sư, căn cứ theo lời ngài nói, như vậy văn minh ngoài trái đất thần sáng tạo luận lại có cái gì hữu lực chứng cứ?" Nghe vậy, lão giáo sư mỉm cười, nói: "Cũng không có chứng cứ trực tiếp" bất quá ta vừa rồi có nói, nhà khảo cổ học tại Sumer Văn Minh trong di chỉ phát hiện thường cổ nhân loại ghi lại hệ mặt trời 12 đại có thể quan trắc thiên thể. Nhưng kỳ quái chính là, bao gồm mặt trăng cùng mặt trời ở bên trong, hiện nay chúng ta nhân loại hệ khoa học chỗ nhận thức thiên thể lại chỉ có 11 cái. Nói đến đây, lão giáo sư vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói: mà cái này bị Sumer văn minh ghi lại cái thứ 12 có thể quan trắc thần bí thiên thể, bị bọn họ xưng là Ni-biu-tin. Tương tự như vậy, trong giới thiên văn học hiện đại, hệ mặt trời cũng có một tuyên bố bí ẩn về sự tồn tại của hành tinh ít. Các nhà khoa học thông qua tính toán và quan sát, phát hiện sớm nhất sau thiên vương tinh còn có hải vương tinh, lúc đó giới khoa học cho rằng, hải vương tinh có thể chính là hành tinh ít ảnh hưởng quỹ đạo của thiên vương tinh phát sinh dịch chuyển, nhưng rất nhanh liền ý thức được không phải như vậy, bởi vì quỹ đạo của Hải Vương Tinh cũng sẽ xảy ra dịch chuyển kỳ lạ, vì vậy, các nhà khoa học cho rằng có thể còn tồn tại một thiên thể khác lớn hơn đang ảnh hưởng quỹ đạo của Hải Vương Tinh. Sau đó, các nhà khoa học tìm thấy sao Diêm Vương, vốn nghĩ rằng nó chính là ngôi sao gây ra sự dịch chuyển trong quỹ đạo của hành tinh mặt trời, nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị bác bỏ. Bởi vì khối lượng của sao Diêm Vương thực sự quá nhỏ lực hấp dẫn của nó không đủ để gây ra sự dịch chuyển trong quỹ đạo của các thiên thể khác. Đến thời điểm này, việc tìm kiếm hành tinh ít bí ẩn đã trở thành một bí ẩn mà cộng đồng khoa học đang háo hức giải quyết. Nói đến đây, lão giáo sư khép giáo án lại, ngẩng đầu nói. Mà căn cứ văn minh Sumer văn hiến ghi chép, bọn họ thờ phụng thần, chính là đến từ cái này một cái tên là ni biêu độ cao văn minh tinh cầu, viên tinh cầu này cùng thổ tinh hoặc một tinh chênh lệch không nhiều lắm, có được to lớn hình elip vận hành quỹ đạo, tuy rằng nạn cũng không phải là thuộc về hệ mặt trời, nhưng là sẽ lấy mỗi 3.600 năm làm chu kỳ tiến vào hệ mặt trời một lần. Bất cứ khi nào nó đi vào hệ mặt trời, điểm cận nhật mà quỹ đạo của nó đi qua nằm ở giữa hệ mặt trời, giữa sao hỏa và sao mộc, và điểm viễn nhật nằm sâu trong vũ trụ chưa biết, cách xa hệ mặt trời. Đây có lẽ là lý do quan trọng nhất tại sao khoa học hiện đại của chúng ta vẫn chưa thể quan sát được ngôi sao ít bí ẩn này cũng chỉ sợ đồng dạng là vì cái gì ở các quốc gia thần thoại truyền thuyết bên trong đối với thần miêu tả đều là tiếp cận với vĩnh sinh cũng thần kỳ tồn tại trên trời một ngày mặt đất một năm nhất trí thuyết pháp nếu như cái này được xưng là ni tinh thần bí ích hành tinh chân thật tồn tại như vậy chúng ta có lẽ liền có thể lý giải thời kỳ tiền sự sáng chói cường thịnh một thời atlantis văn minh maya văn minh sumer văn minh cùng với cổ hoa hạ văn minh tại sao lại đột nhiên xuất hiện cùng thần bí biến mất lời vừa nói ra, nhất thời cả sảnh đường xôn xao một mảnh. Anh có tin những gì giáo sư nói không? Cô gái hỏi. Tin thì có, không tin thì không, huống hồ trong lịch pháp ghi chép của văn minh Maya, cũng đồng dạng ghi lại địa cầu tổng cộng từng có năm cái hủy diệt cùng luân hồi kỷ Thái Dương, mà thời gian duy trì của mỗi kỷ Thái Dương đại khái là 5.000 đến 10.000 năm không giống nhau, cái này cùng với văn minh Sumer ghi chép chu kỳ giáng lâm của sao Nibiu đại khái giống nhau. Một cái tiền sử văn minh có lẽ có thể nói là trùng hợp, nhưng là hai cái tiền sử văn minh giống nhau tiên đoán ghi lại một việc, cũng không phải là như vậy trùng hợp sự tình. Huống hồ, ngươi cảm thấy hiện tại quốc gia đột nhiên mở dịch học chuyên nghiệp, chẳng lẽ cũng không phải là xuất phát từ ngửi được cái gì chúng ta người thường không có cách nào hiểu được mặt phẳng tin tức. Nương theo lão giáo sư thanh âm từ tính diễn thuyết, bục giảng phía dưới, đối mặt mỹ nữ ngồi cùng bàn đưa ra nghi vấn lâm hạo, ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi của mình trên khẽ mỉm cười trong hốc mắt nhưng là không khỏi dần dần bắt đầu ướt át. Trong trí nhớ quen thuộc phòng học bày biện, quen thuộc hoa khôi trường ngồi cùng bạn, quen thuộc giáo sư lão đầu. Hết thảy đều quen thuộc như vậy, mà lại khiến người ta cảm thấy một tia xa lạ. Liên tục xác nhận hạ, Lâm Hạo ý thức được đây là chân thật, không phải mộng. Hắn cư nhiên thật sự sống lại, hơn nữa vừa vặn sống lại ở Ni tin Tinh chính thức trở về 8 năm trước tiết điểm. Đêm nay. Không chuẩn xác mà nói, là chạng vạn 18 giờ, Ni đem chính thức tiến vào cận nhật điểm quỹ đạo, xuất hiện ở nhân loại có thể quan sát trong tầm mắt, khoảng cách chính thức đến địa cầu, cũng vẻn vẹn chỉ kém 8 năm thời gian. Mà tại chạng vạn 18 giờ Ni chính thức tiến vào cận nhật điểm quỹ đạo về sau, sẽ cùng một lúc phát động địa cầu đặc biệt điều kiện, từ cực nghịch chuyển, thần giới, trong thần thoại truyền thuyết các quốc gia, tại Sơn Hải Kinh bên trong nguyên bản ghi chép tồn tại, lại bị gấp mất thế giới nhân cảnh không gian sẽ lại thấy ánh mặt trời toàn nhân loại đem chính thức đăng nhập nhân cảnh không gian phát động lãnh chúa thiên phú thí luyện toàn bộ nhân loại văn minh sẽ tiến vào đến hoàn toàn mới mà dài dòng người như rồng toàn dân lãnh chúa thời đại nhìn kim đồng hồ trên vách tường phòng học lâm hạo nhìn không được lặng lẽ dùng sức siết chặt hai tay vậy chẳng phải là nói còn có không đến nửa giờ nhân cảnh không gian liền muốn một lần nữa trở về vị trí cũ thí luyện thiên phú lãnh chúa thời đại toàn dân lãnh chúa sắp mở ra, thời khắc vận mệnh trọng đại của toàn nhân loại sắp đến. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo cả người hô hấp cũng không khỏi bắt đầu dồn dập tăng thêm. Đây chẳng phải là ý nghĩa, hắn so với đời này những người khác, có được cả đời toàn dân lãnh chúa thời đại phát triển tiên tri tiên giác ưu thế. Hình ảnh kiếp trước giống như là dấu ấn khắc sâu trong đầu Lâm Hạo, đôi khi, nhỏ yếu tức là một loại nguyên tội. Kiếp trước, hắn bỏ lỡ phù sinh lưu lại quá nhiều quá nhiều tiếc nuối thiên sát lão thiên gia dĩ nhiên thật cho hắn làm lại một lần cơ hội hắn lại như thế nào nguyện ý dẫm vào vết xe đổ lại để cho bi kịch trình diễn lúc này đây hắn nhất định phải hung hăng nắm lấy cơ hội làm lại một lần nữa đời này lâm hạo thề chính mình tuyệt không muốn lại làm bất luận cái gì tập đoàn tài chính thế lực phụ thuộc phẩm cũng tuyệt không muốn để cho bất luận cái gì bi kịch lần nữa trình diễn chương không hai lĩnh chủ vị diện mở bạn đang nghe tại truyện chấm audio hãy nhớ tên miền ngôi nhà vàng toàn dân lĩnh chủ chi hạo kiếp cuối cùng chương hai lĩnh chủ vị diện mở ra bang 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 nhìn chầm chầm phòng học trên vách tường kim đồng hồ lâm hạo trái tim đập thình thịch trong lòng bàn tay mồ hôi thấm một tầng lại một tầng trên bục giảng lão giáo sư giảng thuật còn đang tiếp tục nhưng là Lâm Hạo đã không có nửa điểm tiếp tục nghe giảng đi xuống tâm tư, trong đầu bắt đầu một lần lại một lần hồi tưởng kiếp trước lãnh chúa thiên phú thí luyện thời kỳ chi tiết. Làm người từng trải, Lâm Hạo quá rõ ràng ngay từ đầu chiếm trước tiên cơ đến tột cùng có bao nhiêu trọng yếu, cái kia biểu thị càng cao khởi điểm, cùng tận khả năng khổng lồ tài nguyên tu luyện. Kế tiếp lập tức sắp triển khai lãnh chúa thiên phú thí luyện tầm quan trọng, thậm chí có thể chi phối một người tại kế tiếp toàn dân lãnh chúa thời đại sâu xa tương lai hiện giờ thời gian chuẩn bị cho hắn quá vội vàng hắn chỉ có thể tận khả năng nhìn lại một lần chi tiết mà hắn biết thời gian từng giây từng phút trôi qua ánh chiều tà như máu như lửa dần dần đem phía chân trời phương xa cùng đường chân trời nhuộm đẫm thành một mảnh hôn ám hỏa hồng hải thiên nhất sắc cùng lúc đó sâu trong vũ trụ lạnh lẽo hoang vu mãi mãi một viên toàn thân màu đỏ đen giống như hố đen bóng đen hành tinh khổng lồ nuốt chững tất cả ánh sáng chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ từ sâu trong vũ trụ lạnh lẽo hắt ám chậm rãi tách ra. Phản phất mãi cổ đã hoành ở nơi đó, làm cho người ta cảm thấy thê lương cùng xa xưa vô tận. Mà tại hắn hiển lộ tung tích một thoáng kia, liền bắt đầu lấy một cái tốc độ cố định dần dần tiếp cận hệ mặt trời, rất nhanh liền bị nhân loại phóng ra máy dò bắt được, khi video hình ảnh truyền đến trạm không gian quốc tế về sau, vài tên phi hành gia trên mặt đồng thời biến sắc, đồng tử kịch liệt co rút lại tại đối mặt kia không thể tưởng tượng nổi theo dõi hình ảnh một trận thất thần sau, vài tên nhân loại phi hành gia tinh anh không hẹn mà cùng hướng địa cầu khởi xướng khẩn cấp gọi điện tín hiệu. Gọi trái đất. Cùng một lúc, Tây Kinh trong Đại học Lâm Hạo, nhìn phòng học trên vách tường đồng hồ kim đồng hồ, trong lòng lại bắt đầu yên lặng đến ngược. 10 9 8 7 3 2 Một nương theo lâm hạo trong lòng đếm ngược một giây cuối cùng sau một khắc bên ngoài trời thay đổi hai cực nam bắt cách xa vạn dặm giống như mặt trời mới mọc bỗng nhiên bộc phát ra một chùm bạch quan chói mắt đạo bạch quan này càng lên càng cao càng lên càng tráng kiện càng lên càng chói mắt đến cuối cùng toàn thế giới mỗi cái địa cầu gốc đều bị này bó chói mắt bạch quan chiếu sáng càng ngày càng nhiều mọi người đi ra khỏi nhà đi đến trên ban công vẻ mặt sợ hãi muôn dạng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nếu có người lúc này từ trong vũ trụ nhìn về phía địa cầu, sẽ kinh người phát hiện, một tầng chói mắt màu trắng màn quang đã đem toàn bộ mặt đất bao trùm, từng đợt chói mắt màu trắng cực quan nên đón gió lốc trứng lên, hào quang phía sau, một tầng mỹ lệ màu trắng vân vụ trạng năng lượng tầng, chẳng biết lúc nào, đã chậm rãi thành hình, tiến tới đem toàn bộ địa cầu bao quát mà vào. Mà trong khoảnh khắc tầng năng lượng dạng mây mù màu trắng lặng lẽ thành hình, toàn bộ thế giới, phản phất đều vào giờ khắc này hơi rung động một chút. Ánh trăng mông lung, tinh huy như xa. Cả địa cầu thoáng như khai thiên tích địa, đất trung núi chuyển, tiếng nổ vang không ngừng. Từng ngọn núi lưu quan rộng rãi bốn phía đột nhiên hư không xuất thế, khí thế bàn bạc liên miên không dứt, cao vút trong mây, đâm thẳng lên trời. Từng thác bạc linh khí mênh mông dưới bóng đêm giống như ngân hà treo ngược, nối trời nối đất, hơi thở sương mù nồng đậm tùy ý lao nhanh, khí bồng bột. Mà sau lưng những ngọn núi lưu quan vật thải linh khí nồng đậm kia, có ánh sáng không gian màu vàng nhạt, như nước sóng sau từng trận vặn vẹo, phản phất giống như một loại kết giới vô hình. Ở phía sau, phản phất mơ hồ còn có thể nhìn thấy liên miên không ngừng xương rồng uống lượng vô tận dãy núi dấu vết, như là câu thông một phương khác rộng lớn xa là thế giới. Trong màn đêm không gian như gần sóng từng trận vặn vẹo, nối liền một phương không biết thiên địa, âm ầm, ầm như sấm. Núi lớn thành phiến trống rỗng xuất hiện, liên miên phập phồng, từng tòa đột ngột mọc lên chảy xuôi ánh sáng màu vàng nhạt đỉnh núi giống như chống lại thiên thần kiếm, trống rỗng dựng lên, đâm thủng bầu trời, chói mắt tráng quan. Quá chấn động. Một màn này thật sự là quá mức trung động. Chẳng bao lâu sau, Thư viện Hải Dương Quốc gia công bố một quyển sách tên là gần như phai màu, trong đó tác giả Hendrik Mek, y theo Sơn Hải Kinh, Đông Sơn Kinh miêu tả. Sau khi khảo sát châu Mỹ 2.200 dặm thì kinh ngạc phát hiện, địa thế địa mạo ghi chép trong Đông Sơn kinh cùng Mỹ Châu lại hoàn toàn giống nhau, mỗi một con sông, mỗi một dãy núi xu thế đều giống nhau như đúc. Hoàn toàn chứng thực cái này bản không biết sinh ra từ khi nào, lại tại tiên tần thời kỳ quản duy lưu truyền ra hoang đường kỳ thư, là một bộ tiền sử cổ địa cầu thăm dò thư tịch. Trực tiếp ở trên thế giới dẫn phát một hồi sóng to gió lớn tự như động đất cấp 10. Dựa theo lãnh địa nhân tộc Hoa Hạ ghi lại trong Sơn Hải Kinh, từ Đông Cực tới Tây Cực tổng cộng 500 triệu 9.800 bước, ước chừng bằng 50 vạn km. Từ Giao Chỉ Quốc Cực Nam đến Phúc Sơn Cực Bắc, tổng cộng nhớ 400 triệu bước, ước chừng bằng 40 vạn km. Như vậy tính toán xuống, Hoa Hạ tộc lãnh địa trên thực tế tổng cộng 2.000 ức km 2, .000 .000 .000 km2, hẳn là tương đương với 362 trái đất diện tích gộp lại. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là lãnh địa của bộ tộc Hoa Hạ, phía nam giao chỉ quốc còn có Bất Tử quốc, Thục nữ quốc, phía bắc Phúc Sơn còn có Vô Thường quốc và Quân Tử quốc. Như vậy, một phần thế giới biến mất kia lại đi nơi nào? Mấy ngàn năm qua, đến nay không ai có thể trả lời. Mà hiện tại, một ít địa mạo cổ xưa trước đây không được mọi người biết đến đang dần dần triển lộ ra. Dưới ánh trăng mông lung, từng tòa hào quang vạn đạo ngọn núi khổng lồ lung linh lung linh cùng không gian vặn vẹo như ẩn như hiện phía sau như biến hóa kỳ lạ đang nói nhỏ như vực sâu đang chăm chú nhìn đây chính là không gian nhân cảnh thế giới bị mất của trái đất cũng là thiên giới trong truyền thuyết thần thoại phương đông thiên đường trong văn minh phương tây thiên đường sử thi trước cuộc chiến hoàng hôn của các vị thần thượng cổ vạn tái nhất luân hồi văn minh truyền thừa đức gãy khiến cho mọi người chỉ có thể từ ngẫu nhiên đào ra thượng cổ vách đá đổ nát một góc, nhìn thấy rõ ràng đã từng văn minh phồn vinh. Nhưng một màn mang tính lịch sử này, vào đêm nay, nhất định không ai phát hiện. Bởi vì tại cái kia màu trắng vân vụ trạng tầng năng lượng lặng lẽ thành hình một khắc kia, toàn bộ thế giới mọi người linh hồn đều phản phất đã bị một loại nào đó không biết triệu hoán dẫn dắt, phân thần xuất hiếu, tiến vào cái kia mới không biết chi địa. Chương 03 Thử luyện bắt đầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio hãy nhớ tên miền ngôi nhà vàng toàn dân lĩnh chủ chi hạo kiếp cuối cùng chương ba thí luyện bắt đầu chưa bao giờ như vậy đúng không lỗ tấn lâm hạo trước mắt tràn ngập một mảnh chói mắt quang mang đợi đến hắn một lần nữa thu hoạch tầm nhìn sau trước mắt đã là một phen khác cảnh tượng văn lầm lẫn lầm lẫn giả dối sương mù vô tận mờ mịt chi tức giống như tiên hà phun mỏng cùng ánh trăng tương dung thoáng như vì sơn thể phủ thêm một tầng lụa bạc thần bí có ngọn núi rộng lớn mà lại hùng hồn sương trắng bốc hơi lưu quang giật thải mặc dù xa xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được một cổ khí tức mãn hoang đập vào mặt tinh khí bồng bột tựa như tiên cảnh có ngọn núi lại toàn thân đen nhánh giống như một đầu thái cổ ngưu ma nằm ở giữa thiên địa xa xa nhìn lại có một loại cảm giác áp lực đáng sợ thổi quét trước mặt mà đến từng gốc cây biến dị như khung trời khổng lồ đường kính đạt trăm mét từ trên trời giáng xuống lại giống như cột chống trời uốn lượn trên mặt đất giống như quán thiên triệt địa ở trong bóng đêm đầu đuôi không thấy tương liên một cây thông cửu u một cây nuốt bát hoang cuối đầu thiên địa ý cảnh hùng hồn rộng rãi thê lương mạnh mẽ đọc đến khẳng khái bi thương làm người ta nội tâm không khỏi sinh ra ngàn vạn cảm giác cô độc quát mộ nhiên một con hung cầm hình thể thật lớn từ trong sơn mạch khí thế bàn bạc cắt qua trời cao, hai cánh thật lớn như mây rủ xuống, trực tiếp che đậy trăng sáng, gào thét cổ xưa đâm thẳng vào sâu trong linh hồn người. Bùng! Thí luyện mở ra, kỳ hạn 7749 ngày, thời đại thượng cổ, thiên tài không ngừng, mảnh thú tàn sát bừa bãi, độc trùng khắp nơi, nhân tộc tiên dân đã trải qua gian nan nhất ăn lông nuốt máu mang hoang thời kỳ, mục tiêu thí luyện. Xuất lĩnh bộ lạc của ngươi sinh tồn, tăng lên bộ lạc nhân khẩu dự trữ cuối cùng chiến lược tài nguyên, đồ ăn, gỗ, khoáng thạch, căn cứ thí luyện độ hoàn thành, thu hoạch chân chính tiến vào nhân cảnh không gian khen thưởng. Chú ý, phần thưởng này đối với ngày sau chân chính đăng nhập nhân cảnh cực kỳ quan trọng, mong chư vị thận trọng đối đãi. Một đạo thanh âm tự như hồng chung đại lữ vang lên bên tai mỗi người tiến vào thí luyện, đây là ngôn ngữ văn tự thuộc về thời kỳ thượng cổ, nhưng khi nó vang vọng bên tai mỗi người, vô luận là người văn minh phương Đông phương Tây, lại đều có thể hiểu rõ ý tứ trong mỗi một chữ của nó bắt đầu quen thuộc thanh âm quen thuộc hết thảy đều phản phất là như mộng như ảo bắt đầu lâm hạo vẻ mặt phức tạp mà nhìn chung quanh thiên địa từ giờ khắc này toàn dân lãnh chúa thời đại đã chính thức kéo ra màn che lâm hạo thập phần rõ ràng trước mắt biến cố này đến tột cùng sẽ cho thế giới này mang đến cỡ nào lớn trùng kích cùng điên đảo nhân loại văn minh phát triển đến nay vẫn lấy đệ nhất loại linh trưởng bá chủ thống trị toàn bộ địa cầu mục tiêu là vũ trụ chỗ sâu tinh thần biển rộng hiện tại lại xuất hiện không cách nào khống chế hiện tượng cùng tiến trình không điên mới là lạ tình cảnh này hắn đột nhiên nhớ tới lỗ tấn từng nói qua một câu cho tới bây giờ như thế liền đúng không cho tới nay thế giới quan và phát triển quan mà nhân loại giữ vững chính là đúng sao lâm hạo huyết sâu một hơi trong cơ thể huyết dịch tại thời khắc này cũng không khỏi bắt đầu sôi trào lên. Mặc kệ nói như thế nào, thật sự bắt đầu. Kiếp trước Lâm Hạo, một mực bồi hồi tại toàn dân lãnh chúa thời đại chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, cuối cùng cả đời không có tiếng tâm gì chúng sinh, cuối cùng đối mặt ni biêu tinh giáng lâm, dị tộc xâm lấn, càng là căn bản không hề phóng kháng chi lực bị cho là bia đỡ đạn, trực tiếp hủy diệt lãnh địa. Hiện tại, ông trời lại thật sự cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu nếu như có kiếp trước kinh nghiệm cùng ký ức này một tiên tri tiên giác gian lận khí, hắn đời này còn không thể cuộc khởi đi ra, vậy hắn thật sự có thể về nhà nặng bùng đi. Tưởng tượng đến đời này tương lai không cách nào mong muốn trưởng thành cấp độ, lâm hạo trái tim giống như trống chùi y đồng dạng, bang bang điên cuồng nhảy, máu chảy ngược trên đầu, trong lúc nhất thời lại hơi có chút mê mùi. Tộc trưởng, sau khi bắt đầu mùa đông đồ ăn trở nên càng ngày càng ít, tiếp theo bộ lạc chúng ta nên làm gì bây giờ? Một đạo già nua thanh âm đánh vỡ Lâm Hạo suy nghĩ, đưa hắn mang về tới hiện thực, chẳng biết lúc nào, một đám quần áo tả tơi thân thể thô chế đơn sơ áo gai thân ảnh đã xuất hiện ở Lâm Hạo trước mặt, nói chuyện chính là một gã trong đó lão giả. Trống rỗng xuất hiện Lâm Hạo, cũng không có khiến cho cái này cổ sư bộ lạc hoài nghi, phản phất Lâm Hạo chính là cái này bộ lạc trời sinh vương giả bình thường. Những người này trên thực tế đều là vạn năm trước, thậm chí là mấy vạn năm trước trên địa cầu chân chính tồn tại qua nhân loại, chẳng qua hiện tại bị nhân cảnh ý chí nghịch chuyển thời gian, từ trong dòng sông thời gian một lần nữa phục khắc ra mà thôi, tư duy ý thức cũng bị nhân cảnh ý chí cải biến qua. Thậm chí ngày sau chân chính tiến vào nhân cảnh về sau, nhân cảnh không gian bên trong sinh hoạt thổ dân thế lực, cũng đều rất có thể là đã từng tiền sử văn minh thời kỳ, sáng chói nhất thời nhân tộc thế lực. Tộc lão trước mắt trong bộ lạc xé rách gông xiền đỉnh cao chiến lực có bao nhiêu nhìn trước mắt tên này nói chuyện lão giả lâm hào ánh mắt lóe lên trầm giọng nói tu luyện một đường ban đầu là gông xiền cảnh lại được xưng là cơ nhân tỏa tù tỏa đối ứng thân thể kỳ kinh bát mạch tổng cộng có 9 tầng cho nên lại có phá tù cửu trọng thiên một bước một leo núi chi thuyết sau đó là khai khiếu cảnh kim lân há lại là vật trong ao cửu khiếu thông minh liền hóa rồng tên như ý nghĩa đồng dạng có cửu trọng. Lại sau đó vì nguyên phủ cảnh, cảm ứng trong thiên địa linh lực, hơn nữa có thể dẫn khí nhập thể, xây dựng nguyên phủ. Kiếp trước Lâm Hạo, cuối cùng chính là ở vào cảnh giới này. Trên nguyên phủ cảnh là động huyền cảnh, còn được gọi là động thiên cảnh. Chữ như ý, động thiên động thiên, đã vượt qua phạm trù phạm thai thân thể, sau khi đi tới cảnh giới này, nhân tộc mới chính thức bắt đầu có được thực lực chính diện chống lại những di chủng hồng hoang kia khai sơn đảo hải, rụt đất thành tất, vật đổi sao dời, hết thảy đều không thành vấn đề. Trên nữa, còn có cảnh giới thái hư, sung hư, bản sơ, nguyên thủy. Làm người từng trải, Lâm Hạo quá rõ ràng trước mắt trận này lãnh chúa thiên phú thí luyện, đối với ngày sau chân chính tiến vào đến nhân cảnh không gian khởi bước lúc, đến tột cùng có cỡ nào trọng yếu. Giống như là một cuộc chạy ma. Ra. Tông dài đằng đẵng chính thức khai hỏa lệnh thương kiếp trước chính là bởi vì rất nhiều người không có ý thức được trận này lãnh chúa thiên phú thí luyện tầm quan trọng căn bản không có xem như một chuyện đi nghiêm túc đối đãi sau đó liền triệt để bi kịch trong đó liền bao gồm lâm hạo chính mình nguyên nhân thập phần đơn giản bởi vì trước mắt loại phương thức bắt đầu này quả thực cùng một ít trò chơi internet độc nhất vô nhị bất quá ngay cả như thế trò đùa bắt đầu toàn cầu vẫn là có không ít ý thức vượt lên trước khứu giác linh mẫn tin anh hạng người hung hăng bắt lấy cơ hội này bởi vì bọn họ không có quên lãng một chi tiết đó chính là lần này thần bí tao ngộ là linh hồn phân thần xuất khiếu đăng nhập đến nhân cảnh không gian nếu như đây thật là trò chơi như vậy loại này chân thật cảm thụ cũng không khỏi quá đáng sợ đi ngươi vĩnh viễn không thể phủ nhận dưới dân số khổng lồ cho tới bây giờ cũng không thiếu tin anh cùng yêu nghiệt đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió hơn nữa đừng quên trong đó còn không thiếu một ít khứu giác nhạy bén nắm giữ thể chế quốc gia cùng thế lực tài phiệt nào đó mà người thường không hiểu rõ. Từ hành động dị thường của quốc gia đột nhiên mở dịch kinh và dò xét học, liền có thể nhìn trộm mà biết toàn bộ báo. Trọng sinh trở về, lâm hạo ưu thế lớn nhất, đoán chừng chính là tiên tri tiên giác. Trừ lần đó ra, hắn một cái ở xã hội tầng dưới chót nhất người bình thường, đối mặt một đám yêu nghiệt tinh anh, bất kỳ một cái quốc gia, thế giới tài phiệt, tổ chức, đều không có bất kỳ tư bản gì đáng nói bởi vậy hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc trận này lãnh chúa thiên phú thí luyện cơ hội bởi vì hắn thập phần rõ ràng kế tiếp lãnh chúa thiên phú thí luyện thành tích tốt xấu sẽ cho hắn mang đến như thế nào khủng bố cực lớn thay đổi bẩm báo tộc trưởng bắt đầu mùa đông tới nay trong bộ lạc giảm quân số thập phần nghiêm trọng trước mắt nhân khẩu đã không đủ trăm người chủ lực thanh niên cường tráng chỉ có ba bốn mươi người mà xé rách gông xiền dũng sĩ còn có không tới mười người trong đó xé trách một cái gông xiền dũng sĩ năm người, xé trách hai cái gông xiền dũng sĩ ba người, mà xé trách ba cái gông xiền dũng sĩ chỉ có một người nói chuyện bộ lạc tộc lão lo lắng nói. Quả nhiên như thế. Lâm hạo âm thầm nghĩ thầm, cùng kiếp trước giống nhau, mỗi cái tiếng vào lãnh chúa thiên phú thí luyện người đều là phân phối đến một cái trong bộ lạc nhỏ, nội dung thì là nghìn bài một điều, xuất lĩnh bộ lạc của mình sinh tồn. Đừng tưởng rằng thí luyện này thập phần dễ dàng. Nơi này là Sơn Hải Kinh ghi lại tiền sử đại hoang, điều kiện sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Các loại hồng hoang di chủng hoành hành bừa bãi, mới là chủ nhân chân chính của mảnh thiên địa này. Lực lượng nhân loại ở trước mặt những thiên thượng sủng nhi này, quả thực nhỏ bé như con kiến hôi. Hơn nữa sau khi bắt đầu mùa đông thức ăn vốn thiếu thốn, sinh tồn càng trở nên càng khó khăn. Hơn nữa uy hiếp đến bộ lạc sinh tồn không chỉ có là thiên tai, đồng dạng còn có nhân họa ở đại hoang, các bộ lạc chinh chiến hết sức bình thường. Mà xung quanh mỗi bộ lạc thí luyện nhất định chiếm cứ rất nhiều bộ lạc thổ dân, trong thời kỳ thiếu thốn thức ăn nghiêm trọng này, bộ lạc chinh chiến đều là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng làm người ta cảm thấy đau trứng chính là, thành tích thí luyện cuối cùng bình phán tiêu chuẩn, chính là cuối cùng thí luyện bộ lạc còn lại nhân khẩu, sau đó là các loại sinh tồn tài nguyên dự trữ. Dân số càng nhiều, dự trữ tài nguyên càng lớn, bình phán càng cao đây rất nhân cảnh không gian, khảo nghiệm chính là ngươi đến tột cùng có hay không trở thành một gã ưu tú lĩnh chủ tư chất. Mà nhân cảnh không gian khôi phục truy cứu nguyên nhân, nói cho cùng, bất quá chính là vì có thể chọn lựa ra có thể đối kháng dị tộc xâm lấn nhân tộc chú cứu thế mà thôi. Chương 04 Toàn bộ bàn mưu hoạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng toàn dân lĩnh chủ chi hạo kiếp cuối cùng chương 4 toàn bàn mưu đồ lâm hạo nhíu mày, đại não bắt đầu nhanh chóng đầu óc bảo táp lên. Căn cứ trí nhớ kiếp trước, một phương gỗ cuối cùng có thể đổi tính thí luyện điểm là một điểm, một tầm khoáng thạch cuối cùng có thể đổi tính thí luyện điểm cũng là một điểm, đồ ăn đắt nhất, một đá đồ ăn cuối cùng có thể đổi tính thí luyện điểm trọn vẹn đạt tới 10 điểm. Ngoài ra, lãnh dân nhân khẩu tự nhiên cũng coi như điểm thí luyện, một lĩnh dân nhân khẩu làm cơ sở một chút. Nếu chỉ nhìn từ phương thức thu hoạch và mức độ khó khăn, gỗ và quặng chắc chắn là dễ dàng nhất. Dù sao trong đại hoang này, thứ không thiếu nhất chính là gỗ và khoáng thạch. Con đường này, kiếp trước cũng là bao gồm lâm hạo ở bên trong, đại đa số người lựa chọn. Dù sao ở thời đại đại hoang này, đồ ăn loại đồ vật này, rất cần xem sắc mặt ông trời. Bất kể là thịt hay là rau dại, ngoại trừ xâm nhập đại hoang săn thú cùng thu thập, tự hồ không còn cách nào khác phải biết rằng trong đại hoang mỗi một đầu mãnh thú thực lực đều ở công xiền cảnh trở lên mà một ít cường đại hồng hoang di chủng càng là dễ dàng liền có động huyền cảnh trở lên hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng trừ phi là vận khí tốt đụng phải lão già hoặc lạc đàn bị thương mãnh thú nếu không mỗi một lần săn bắn kỳ thật đều là tại cầm máu chảy đầm địa sinh mệnh cùng huyết cốt mạnh mẽ hướng lên trời tiếp tân hỏa nguyên nhân chính là như thế vì thức ăn vì sinh tồn rất nhiều nam tử trong đại hoang còn chưa tới trưởng thành, liền nửa đường chết non. Bởi vậy, đồ ăn cùng dược liệu có thể thỏa mãn nhu cầu sinh tồn của bộ lạc ngày thường cũng đã coi như không tệ, dùng để làm tài nguyên chiến lược dự trữ quả thực không thực tế. Về phần khai khẩn đồng ruộng trồng lúa dại, trước không nói ở đây kỳ hạn ngắn ngủi 49 ngày thí luyện căn bản không thực tế, liền chỉ là ở thời đại đại hoang này, số lượng cùng bóng dáng hạt dại đều là khó có thể tìm lông phượng sừng lân không trải qua thời gian dài bồi dưỡng chất lượng tốt thai ngén, ở giả ngoại căn bản không thể tranh đoạt chất dinh dưỡng và nước với cỏ dại, tỷ lệ sống sót thấp khiến người ta giận sôi. Quả dại ngược lại không khan hiếm, nhưng cũng không thể nói giàu có cỡ nào, chỉ có thể coi như vật tiêu hao bình thường. Mà phương diện nhân khẩu, trong vòng 7749 ngày ngắn ngủi này cổ vũ sinh sản quy mô lớn đồng dạng có vẻ không thực tế, ngoại trừ chinh chiến các bộ lạc thổ dân khác thu hoạch nhân khẩu ra, không còn cách nào khác vô luận thấy thế nào đều là gỗ cùng đá lửa dễ dàng thu hoạch nhất. Nhưng sự thật chứng minh, lựa chọn con đường này người, cuối cùng đều bị vô tình soát xuống, như là lâm hạo chính mình, kiếp trước cuối cùng cũng bất quá mới lấy được mấy trăm thí luyện điểm, liền toàn cầu trước ba ức danh đều không thể chen vào, mà trước một ngàn danh, trước một trăm những nhân loại kia tinh anh yêu nghiệt, động một chút đều là ngàn vạn thí luyện điểm cấp bước, đó là tốt nhất ví dụ dễ dàng thu hoạch nhất cũng không có nghĩa là có thể thu hoạch quy mô lớn nguyên nhân không ngoài cái khác ở thời đại man hoang này hiệu suất khai thác nguyên thủy quả thực thấp đến mức khiến người ta cảm thấy tức giận mà căn cứ vào kiếp trước mọi người đối với lãnh chúa thiên phú thí luyện bắt đầu tổng kết phát hiện những kia dẫn đầu thí luyện điểm tinh anh yêu nghiệt nhóm lựa chọn phương pháp kinh người nhất trí từ không trưởng binh nhân không ông chính bằng khoan quá nhiều sẽ chỉ mất đi càng nhiều Người đương quyền cần cân nhắc lợi hại, khi cần thiết, có thể buông tha số ít người cứu vớt đa số người, chính là thắng lợi. Bắt đầu đem thí luyện bộ lạc bên trong thịt ăn toàn bộ cung cấp cho công tỏa cảnh đỉnh phong chiến lực, thúc đẩy bọn họ có thể nhanh hơn tu luyện tiến hóa, sau đó tiến vào đại hoang săn bắn thu hoạch thịt ăn, tiếp tục tăng cường thực lực tiến hóa, cuối cùng chinh chiến những bộ lạc khác thu hoạch nhân khẩu. Như vậy, cuối cùng một bên tăng lên thực lực tiến hóa, một bên bạo binh hình thành một vòng tuần hoàn phát triển lành mạnh. Sự thật chứng minh, tại cái này yếu thịt mạnh độ ăn cạnh tranh thiên trạch, thích giả sinh tồn đại hoang thời đại, chỉ có loại này tàn khốc lan đạo pháp tắc mới là tốt nhất đường ra. Đồng dạng, từ xưa đến nay, cũng chỉ có chiến tranh mới là phương thức tốt nhất thu thập tài nguyên cùng tài phú quy mô lớn. Bất quá không cách nào phủ nhận, phương pháp này có chút quá mức tàn nhẫn cùng máu tanh. Kết quả có thể là tốt, nhưng những người già yếu bị vứt bỏ ở giai đoạn đầu thì sao? Tuy rằng đây vẻn vẹn chỉ là một hồi thí luyện, nhưng dù sao cũng là từng cái sinh mệnh sống động. Người sở dĩ làm người là vì nhân. Đồ lông giả nếu như không thể nắm giữ đồ lông kiếm lực lượng phản bị ăn mòn, cuối cùng thành ác lông, vậy cùng những kia hủy diệt hết thảy dị tộc có cái gì khác nhau? Lâm Hạo để tay lên ngực tự hỏi, chính mình tuyệt đối nhịn không được đi làm như vậy một cái đau phủ, đây là hắn điểm mấu chốt nhưng nếu là tại trận này lĩnh chủ thiên phú thí luyện bên trong chiếm cứ ưu thế lại hết lần này tới lần khác chỉ có bạo binh con đường này yên lặng suy tư một lát trong đầu lâm hạo dần dần hình thành một đường nét toàn bộ mưu đồ mà đường nét toàn bộ mưu đồ này kỳ thật từ trước khi phân thần xuất khiếu tiến vào nhân cảnh đã thành hình trong lòng lâm hạo lúc này ưu thế sống lại liền bước đầu thể hiện ra lâm hạo tuy rằng không cách nào làm được đem tất cả phụ nữ trẻ em và trẻ gánh nặng toàn bộ bỏ qua thực hiện tinh binh cường tướng sách lược nhưng là đừng quên hắn nhưng là có kiếp trước mấy năm qua tích lũy tu hành hô hấp phát hơn nữa không thiếu một ít đến hậu kỳ may mắn đạt được cường đại hô hấp phát hoàn toàn có thể làm được cái khác mở lối tắc khúc khu vượt qua tăng lên lĩnh dân thực lực sau đó lại đi quy mô lớn săn dết hung thú hình thành một cái lành tính tuần hoàn ngọn lửa nhỏ có thể cháy lan ra đồng cỏ thượng binh phạt mưu tiếp theo phạt giao hạ công thành ở thời đại đại hoang này một khi hắn xuất lĩnh bộ lạc thí luyện thực lực đủ để cung cấp cho nhân tộc một mảnh đất tốt để nghỉ ngơi, chống đỡ một mảnh bầu trời, như vậy đến lúc đó cho dù là không đi chinh chiến bộ lạc khác, cũng sẽ có nguyên nhân không ngừng bộ lạc nhân tộc đến đầu nhập vào. Càng nghĩ tiếp, ánh sáng trong mắt Lâm Hạo lại càng rực rỡ. Cứ làm như vậy. Đem trong đầu một bộ hô hấp pháp mô phỏng tại một khối sạch sẽ tường đất sau, Lâm Hạo lúc này hạ lệnh, thí luyện trong bộ lạc tất cả tuổi trẻ lực tráng thanh niên chiến lực toàn bộ tu hành hô hấp phát, cho dù là còn không có xé rách gông xiền thanh niên chiến lực cũng là. Ngay sau đó Lâm Hạo đem trong bộ lạc tất cả phụ nữ trẻ em già trẻ toàn bộ thống nhất lại, bắt đầu tiến hành khẩn trương thu thập thảo dược cùng đồ ăn thu thập công tác bên trong. Trong trí nhớ, nửa tháng sau sẽ nên đón một trận bão tuyết lớn, bão tuyết phong sơn trọng vẹn dài đến 7 ngày. Nói cách khác, tại không đến nửa tháng bên trong, Lâm Hạo phải xuất lĩnh trong bộ lạc thanh niên cường tráng chiến lực xâm nhập đại hoang tiến hành săn bắn quy mô lớn, nếu không tại tuyết lớn phong sơn qua đi, thí luyện bộ lạc sinh tồn đều là một vấn đề. Mà tại thí luyện bộ lạc toàn bộ thanh niên cường tráng chiến lực toàn lực tu tập hô hấp phát, tranh thủ tại chừng nửa tháng thời gian có đột phá thời điểm, còn lại phụ nữ trẻ già trẻ nhỏ trước hết phải gánh vác lên thu thập độ ăn gánh nặng, tối thiểu phải bảo đảm những thanh niên cường tráng này chiến lực tu luyện tiêu hao mặt khác chính là muốn thu thập thảo dược, chế tác giải độc đan. Dưới điều kiện nguyên thủy của thời đại đại hoang, uy hiếp lớn nhất của tiên dân nhân tộc chưa bao giờ là mảnh thú hồng hoang khổng lồ, mà là các loại độc trùng độc chướng không cách nào đến được, tiên dân nhân tộc chết dưới trúng độc, ước chừng chiếm tới hơn 6 phần nhân số khủng bố. Đây là hố lớn thứ nhất bắt đầu thí luyện. Kiếp trước rất nhiều người cũng là bởi vì bỏ qua vấn đề này, cuối cùng dẫn đến thí luyện còn chưa bắt đầu vài ngày, chính mình thí luyện bộ lạc liền giảm quân số một nửa. Từng có kiếp trước kinh nghiệm, Lâm Hạo tự nhiên sẽ không lại giảm vào cái này hố to bên trong. Cũng may vẻn vẹn chỉ là khe cắn môi duy trì bộ lạc không đến nửa tháng sinh tồn, tất cả phụ nữ trẻ em già trẻ cùng phát động, cho dù là vẻn vẹn chỉ ở thí luyện bộ lạc chung quanh thu thập quả dại, cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Mà thảo dược thì càng không cần phải nói, đại hoang thời đại cái gì cũng không nhiều, chính là các loại thảo dược khắp nơi, chỉ cần dựa theo kiếp trước trong trí nhớ phương thuốc tìm đúng thảo dược, giải độc đan cũng không phải một cái nan đề. Dù sao thí luyện mục đích vẹn vẹn chỉ là vì chọn lựa ra thiên phú xuất sắc lĩnh chủ, cũng không phải cố ý làm khó người. Chương 05 Giải độc đan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng toàn dân lĩnh chủ chi cuối cùng hạo kiếp chương 5 Giải độc đan tại Lâm Hạo dưới sự lãnh đạo, Lâm Chi bộ lạc phụ nữ trẻ em già trẻ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tại bộ lạc chung quanh núi lớn biên giới du đảng, tận khả năng tại không xâm nhập đại hoang dưới điều kiện tiên quyết, thu thập cần thiết đồ ăn cùng thảo dược. Trải qua Lâm Hạo nhận biết, rất nhanh liền ở Lâm Chi bộ lạc phụ cận núi rừng ở giữa, tìm được vài loại có thể phỏng theo độc trùng mũi kiến thảo dược, hơn nữa đem thảo dược mẫu vật phân phát cho bộ lạc lĩnh dân, để mọi người y theo thảo dược mẫu vật tại bộ lạc phụ cận tận khả năng cướp đoạt, tốt nhất là có bao nhiêu thu thập bấy nhiêu. Dù sao giải độc đang cái đồ chơi này tại ăn lông uống máu hoàn cảnh ác liệt đại hoang thời đại thật sự là quá mức trọng yếu, ngàn vàng khó cầu, đối với một bộ lạc sinh tồn phát triển mà nói, giá trị trọng yếu của nó thậm chí không hề thua kém đồ ăn. Nếu như có khả năng, lần này thí luyện, Lâm Hạo không hy vọng nhìn thấy có bất kỳ một cái nào lãnh dân ngoại ý muốn tử vong, chết đi một cái, liền ý nghĩa thiếu hụt một cái đơn vị lao động thiếu một cái đơn vị lao động liền ý nghĩa thí luyện cuối cùng kết toán thí luyện điểm thu nhỏ lại chỉ có sống lại một lần lâm hạo mới chính thức hiểu được lần này lãnh chúa thiên phú thí luyện điểm thí luyện đối với ngày sau chân chính bước vào nhân cảnh không gian lúc đến tột cùng có cỡ nào trọng yếu cũng không lâu lắm đại lượng thu thập mà đến thảo dược liền chất đóng ở lâm hạo trước mặt sau đó trải qua đơn giản đập nát câu khiếm rất nhanh liền chế tác thành đại lượng nguyên thủy giải độc đan nói là giải độc đan, trên thực tế bất quá là một đoàn hắc hồ hồ dược bùng mà thôi. Hơn nữa công dụng cũng không phải là loại thuốc giải độc thông thường hiện đại, mà là thông qua bôi lên da thịt thân thể, phòng ngừa độc chứng nhập thể hoặc độc trùng mũi đốt, bôi lên vết thương cũng có công hiệu giải độc nhất định. Nói thành là ít độc đan, có lẽ càng thêm hình tượng chuẩn xác một chút. Lâm Hạo cũng rất bất đắc dĩ, không có hiện đại hóa dược phẩm thiết bị cùng vô khuẩn hoàn cảnh, có thể làm ra một bước này giải độc đang đã rất tốt lâm hạo cầm một nắm thuốc bùng nhìn xem chất lượng sau đó nghiêm túc phân phó tất cả lâm chi bộ lạc lĩnh dân nói tất cả mọi người nắm chặt bôi lên người nhất là cánh tay cổ chờ thời gian dài bại lộ ở trong không khí bộ vị bôi nhiều một chút nhìn tất cả mọi người bôi lên dược nê lâm hạo rốt cục là chậm rãi thở vào nhẹ nhõm cái này thí luyện bắt đầu để nhất hố to cuối cùng là an toàn tránh đi chỉ dựa vào điểm này Lâm Hạo hiện tại cũng đã vững vàng ở vào toàn thế giới thí luyện giả bên trong đệ nhất đội quân. Tại toàn thế giới đại đa số thí luyện giả còn đang vì thí luyện bộ lạc bên trong xuất hiện các loại khó lòng phòng bị trúng độc giảm quân số, lúng cuốn tay chân thời điểm, hắn đã có thể bắt đầu tâm không tạp niệm buông tay buông chân, toàn lực thu thập tài nguyên. Cái gì? Ngươi hỏi Lâm Hạo vì sao không bôi thuốc buồn? Quá ngây thơ. Thật sự cho rằng dưới sự phụ trợ của các loại công cụ khoa học kỹ thuật hiện đại hóa tố chất thân thể của nhân loại hiện đại đã thoái hóa đến một trình độ vô cùng thê thảm sao? Có lẽ tố chất thân thể tổng thể của nhân loại hiện đại kém xa cổ nhân, nhưng có một điểm cổ nhân kém xa. Đó chính là bách độc bất xâm. Dưới sự rèn luyện hàng ngày của các loại dầu cống ngầm, chất bảo quản, chất phụ gia, sắc tố công nghiệp trong xã hội hiện đại, lục phủ ngũ tạng của nhân loại đã sớm được rèn luyện kim cương không hỏng, cường tráng như lò nung. Một ít tiểu độc tiểu bệnh ở trên người cổ nhân có thể là vấn đề chết người, nhưng đặt ở trên người hiện đại, hoàn toàn chính là giống như mưa phùn lất phất vẫy nước, ngay cả thuốc có thể cũng không cần uống, chỉ dựa vào thân thể là có thể cứng rắn vượt qua. Huống chi đừng quên, trong lịch sử đại đa số virus đáng sợ có thể giết chết nhân loại với quy mô lớn, nhân loại hiện đại cũng đã sớm tiêm vaccine miễn dịch tương ứng. Về phần một ít y học hiện đại còn không cách nào hữu hiệu trị tận gốc tuyệt chủng cổ xưa virus, dưới tác dụng của vật cạnh thiên trạch cường đại định luật người chết đi trong thời gian ngắn nhất mất đi mà người sống sót cuối cùng sẽ trở nên cường tráng vô cùng thành từng cái tự nhiên đắp nặng cường đại sinh vật tự chủ tiến hóa ra tương ứng kháng thể trước kia hắn từng nghe nói qua một thuyết pháp nhân loại hiện đại nếu như trở lại cổ đại sẽ biến thành di động truyền nhiễm nguồn dẫn đến thế giới hủy diệt cốt lõi của cách nói này là chỉ người xưa không có kháng thể chống lại virus hiện đại mà kháng thể của con người đối với virus tự nhiên là có thể di truyền cho đời sau. Giống như cổ hưu cao cổ dài là bởi vì nó muốn ăn lá cây ở chỗ cao, đời đời tiến hóa, liền trở nên cổ cao lớn vô cùng, đây là tiềm thức điều tiết thân thể, gian nhớ kỹ loại điều tiết này. Nói cách khác, mỗi một nhân loại hiện đại càng giống như là từng tòa đi lại hình người kho virus, trong cơ thể vốn là tồn tại đủ loại khủng bố độc nguyên, tỉ như đậu mùa, chó điên virus, sốt xuất huyết virus vân vân nhưng dưới sự bảo vệ của các loại kháng thể trong cơ thể, những nguồn virus khủng bố này có thể bình an vô sự gửi gắm vào cơ thể con người, đắp nặng nhân loại hiện đại thành những quái thai tự nhiên vô cùng cường đại. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, chỉ cần là người thí luyện không tự mình tìm đường chết, bị một ít trắng hổ mang cùng rắn lục các loại độc vật cỡ lớn có liệt tính kịch độc cắn phải, như độc chứng trong không khí đại hoang cùng với độc kiến mũi mũi tùy ý có thể thấy được, đối với người thí luyện căn bản không sinh ra bất kỳ uy hiếp nào dù sao trong trí nhớ, kiếp trước Lâm Hạo không có nghe nói qua có thí luyện giả tại thí luyện kỳ bên trong độc chết ở nhân cảnh không gian. Đương nhiên, nếu thật sự uống nước lạnh đều tắt trăng, vận khí cổng đến thật sự bị một ít độc vật kịch độc cắn phải, như vậy cũng liền trực tiếp toàn thôn ăn cơm an tâm lên đường đi. Mặc dù là ở xã hội hiện đại, nhân loại ở giả ngoại bị kịch độc trắng hổ mang cắn được. Tại trong vòng 15 phút không có rót vào huyết thanh, trong vòng 3 giờ không có đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng nhất định là muốn đi đời nhà ma. Bất quá tỷ lệ này rất nhỏ rất nhỏ. Bởi vì vạn vật tự có định luật của nó, giống như tới hổ mang xà tầng thứ này kịch độc vật, ở trong đại hoang đại đa số đều đã xé rách gông xiền, khí huyết trong cơ thể giống như lò luyện, rất dễ dàng sớm phát hiện tiến hành ứng đối, tránh né hoạt động dạng phái ra xé rách gông xiền chiến sĩ cường đại tiến hành chém giết. Không đến mức bị thần không biết quỷ không hay đánh lén đến chết. Huống chi, Nhân cảnh ý chí bình thường cũng sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Dù sao thí luyện mục đích là vì chọn lựa lãnh chúa thiên phú, mà không phải vì mưu sát. Bởi vậy, trên lý thuyết mà nói, chỉ cần thí luyện giả chính mình không tìm đường chết, ở trong thí luyện vẫn là rất an toàn. Hơn nữa cho dù là thật bất hạnh, bỏ mình rồi, cũng vẹn vẹn chỉ là mất đi thí luyện lãnh chúa tánh mạng. Bất quá nói như vậy, cùng thí luyện bị đào thải cũng không có gì khác nhau quá lớn hoàng hôn tê hà hoàng hôn qua đã là lúc phụng tinh mãn thiên khi lâm hạo làm xong tất cả những thứ này về sau thí luyện ngày thứ nhất ban đêm đã đúng hạn mà đến lâm chi bộ lạc thu thập đồ độ ăn đội ngũ cũng đồng dạng thắng lợi trở về từ trong núi rừng trở về ở trong bộ lạc khiến cho từng đợt hoang hô tuy rằng phần lớn đều là một ít trái cây hoang dã nhưng điều này cũng không trở ngại các tiên dân đại hoang cần cù chất phát cảm kích đối với sinh mệnh ông trời ban tặng ngày đầu tiên thu thập thắng lợi trở về lâm hạo cũng không bị vui sướng làm cho choáng váng đầu óc hắn thập phần rõ ràng dưới điều kiện không xâm nhập đại hoang lâm chi bộ lạc xung quanh núi rừng rau dại các loại tài nguyên tóm lại là có hạn như thế nào ở trong tài nguyên có hạn thỏa mãn nhu cầu sinh tồn gần nửa tháng của bộ lạc mới thật sự là một vấn đề khó khăn cũng may lâm chi bộ lạc một ít tộc lão đức cao vọng trọng hiển nhiên cũng đã ý thức được vấn đề này tại thu thập đồ ăn đội ngũ trở về trước tiên Liên hạ lệnh đem tất cả đồ ăn thống nhất phân phối quản lý. Tuy rằng các bộ lạc lĩnh dân trong lòng có oán khí, nhưng là nhìn thấy Lâm Hạo cùng một đám tộc lão nhóm cũng vẻn vẹn chỉ là lĩnh mỗi ngày cần thiết thấp nhất số lượng đồ ăn định mức về sau, trong lòng cái kia một ti bất mãn oán khí cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chương 06 Ăn sáu khí tiết phát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng thảm họa cuối cùng của toàn dân lãnh chúa chương 6. Thực lục khí tiết pháp sáng sớm. Khi tia nắng ban mai đầu tiên ở phía đông chân trời ở trong tầng mây lộ ra màu trắng bùng cá, toàn bộ đại hoang phản phất lập tức từ trong ngủ say tỉnh lại. Trong tầm mắt, trên cây cao chọc trời cuốn quanh chính là các loại cây thân mây, ở phía dưới cây thân mây và cây thân mây là đủ loại bụi cây và bụi cây thấp bé mà ai cũng chưa từng thấy qua, nếu như cộng thêm các loại cây thân thảo trên mặt đất và thực vật hữu sinh diện mạo rất giống nắm mà nói, vậy thì bữa tiệc thịnh soạn sinh mệnh này thật sự là ba tầng trên dưới rõ ràng lập thể vô cùng. Trong núi nhiều cự thú tiền sử lui tới, lúc có mảnh cầm che khuất bầu trời bay qua, hai cánh như mây rủ xuống, đem tất cả ánh sáng trong thiên địa đều nuốt hết. Lúc này, trên cốc trường đầu thôn bộ lạc Lâm Chi, một đám đại hán mình trần tinh tráng đang hướng về phía bình minh phía chân trời phương đông, phun ra nuốt vào tinh khí rèn thân luyện thể. Văn, lầm lẫn, lầm lẫn, giả dối. Kế hoạch một năm ở chỗ xuân, kế hoạch một ngày ở chỗ sáng sớm. Làm trong bộ lạc lực lượng thủ hộ, cùng với thức ăn chủ yếu nhất nguồn gốc đứng đầu chiến lực, sáng sớm luyện công, nghe gà khởi võ, đây là bọn hắn mỗi người từ thời thơ ấu liền bắt đầu dưỡng thành thói quen. Đối mặt hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt đại hoang, nếu muốn sống sót, chỉ có không ngừng cường đại bản thân. Bỗng nhiên, một gã ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn mắt hổ đột nhiên mở ra, một cổ nồng đậm đến cực hạn tinh khí giống như mũi tên theo hô hấp từ cổ họng chỗ sâu phun ra. Hống! Nương theo luồng năng lượng tinh thuần tự như thực chất này phun ra trong nháy mắt, da thịt toàn thân tên đại hán này giống như tôm lớn đột nhiên nóng bỏng đỏ bừng vô cùng. Phía dưới cơ bắp lộ ra bên ngoài không khí tựa như có hàng ngàn hàng vạn cầu lông đang điên cuồng quay cuồng vẻ mặt cả người cực kỳ dữ tợn và dọa người, giống như đang chịu đựng thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được. Nhưng mà trái lại tinh khí thần cả người, lại là trong khoảng thời gian ngắn liên tục kéo lên, phản phất chiếm được một loại thăng hoa khác thường. Bùng! Bùng! Dị động của đại hán trên tảng đá, phản phất như là trong tối tâm thổi lên kèn lệnh thần bí nào đó, ngay sau đó, liên tiếp hơn 10 cổ tiếng sóng nổi cùng cùng cường đại, đồng thời từ các phương hướng của cốc trường thổi quét mà đến. Dị động trên cốc trường rất nhanh kinh động không ít người, dẫn đầu chạy tới chính là một đám tộc lão đức cao vọng trọng của Lâm Chi Bộ Lạc. Khi mọi người khó có thể tin mà nhìn chầm chầm tên đại hán toàn thân đỏ bừng trên cự thạch kia, nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương đọc ra một tia kinh hỉ mãnh liệt cùng không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn, là thập tam tiểu tử kia, hắn muốn xé rách gông xiền thứ nhất. Nơi đó, A Hổ cũng muốn chính thức xé trách gông xiền thứ nhất. Còn có Vân Phong, hắn bị kẹt ở công xiền cảnh quan ải bên trên đã ước chừng có hơn hai năm, chẳng lẽ đây là muốn? Trong đôi mắt đục ngầu của vài lão bộ lạc lâm chi toát ra vẻ hoảng sợ và khiếp sợ nồng đậm, ai nấy há to miệng, dường như có thể đồng thời nhét vài quả trứng vịt vào. Lâm chi bộ lạc cũng không lớn, động tĩnh dị thường quy mô lớn trên cốc trường tự nhiên cũng trước tiên kinh động tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đầu thôn trên cốc trường trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy lâm chi bộ lạc tất cả phụ nữ trẻ em già trẻ a à, hán tử nhà im đột phá nhà im cũng vậy ha 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 chúc mừng chúc mừng vân phong nhà các ngươi rốt cục trở thành một gã gia tỏa cảnh cường đại chiến sĩ a à, a à ba uy vũ nhiều người đột phá như vậy xem ra thực lực tổng thể của bộ lạc chúng ta sắp tăng lên một phen rồi lần này tiến vào đại hoang săn bắn sức mạnh lại nhiều hơn một chút đúng vậy đúng vậy các thôn dân bộ lạc mồm năm miệng mười bàn tán sôi nổi trên mặt mỗi người đều khó nén kích động và hưng phấn không có gì thú vị hơn sự ra đời của những chiến binh mạnh mẽ trong bộ lạc bởi vì nó có nghĩa là cuộc sống có nghĩa là hy vọng xem ra thực lục khí tiết pháp công hiệu cũng không tệ lắm nhìn thấy một màn như vậy lâm hạo đồng dạng là tâm tình kích động mỉm cười đối mặt trận này trọng yếu nhất thí luyện, Lâm Hạo tự nhiên không có khả năng giấu thu kém, tuy rằng thực lục khí tiết pháp này một hô hấp pháp, phẩm cấp tại Lâm Hạo kiếp trước đông đảo hô hấp pháp trung bài không lên hàng đầu, thậm chí vẻn vẹn chỉ là bình thường phạm cấp. Nhưng lại thắng ở dưới sự gia trì độc hữu của thiên địa lục khí, vô luận là làm trúc cơ giai đoạn đầu hay là đột phá tu luyện, đều hơn xa hô hấp pháp đồng phẩm cấp, quan trọng nhất là nó thậm chí có thể nương theo thực lực của người tu luyện tăng cường mà không ngừng nâng cao phẩm cấp tiến hóa Cái gọi là lục khí tức lục tiết khí, Trang Tử Tiêu Giao Du có nói Nhược Phu Thừa Thiên Địa Chi Chính, Nhi Ngự Lục Khí Chi Biện Xuân Thực Bình Minh, Bình Minh Giả, Nhật Thủy Dục Xuất Xích Hoàng Khí Giả, Thu Thực Luân Âm Giả, Luân Âm Giả, Nhật Bất Hậu Xích Hoàng Khí Giả, Đông Ẩm Cùng Một Dục Người, Cùng Một Lướng Người, Bắc Phương Nửa Đêm Khí Giả, Hạ Thực Chính Dương Giả nam phương nhật trung khí giả, cũng thiên địa huyền hoàng chi khí, thì vi lục khí giả. Thông tục một chút mà nói, chính là buổi sáng có triều đáng chi khí, bình minh, buổi trưa có nhật trung chi khí, chính dương, chạng vạn có nhật vô chi khí, phi tuyền, buổi tối có giả bán chi khí, cùng một dục, vân vân. Nguyên nhân chính là như thế, kiếp trước tại cơ duyên xảo hợp đạt được bộ hô hấp pháp này về sau, Lâm Hạo cũng vẫn đem nó coi như bản mạng hô hấp pháp của mình chỉ cần cơ duyên đầy đủ như vậy bộ hô hấp pháp này trưởng thành đến cùng kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh lôi thần hô hấp pháp hỏa thần hô hấp pháp tầng thứ này thần cấp hô hấp pháp cũng không phải một câu nói suông thậm chí một khi trưởng thành đến thần cấp hô hấp pháp so với đơn nhất hấp thu lôi đình lực lượng cùng hỏa diễm lực lượng lôi thần hô hấp pháp cùng hỏa thần hô hấp pháp thiên địa lục khí không lúc không thay phiên gia trì thực lục khí tiết pháp vô luận là công hiệu hay là uy lực không thể nghi ngờ đều càng tốt hơn đến lúc đó thanh niên tráng háng bộ lạc lâm chi ngay từ đầu đã dùng trúc cơ tu luyện đồng dạng sẽ thu được chỗ tốt cực lớn được lợi vô cùng thực lực vượt xa cường giả cùng đẳng cấp bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh mạnh mẽ đè xuống trong nội tâm cường liệt thăng lên hiện tại lập tức liền mang theo bộ lạc đội săn bắn vọt vào đại hoang săn bắn xúc động lâm hạo thật sâu hô hấp mấy hơi thở không ngừng an ủi chính mình trước mắt bộ lạc đội săn bắn gần 40 tên thanh niên cường tráng trong chiến lực, chỉ có hơn 10 người dựa vào ban đầu quanh năm suốt tháng khí huyết tích lũy nền tảng, tại bước đầu tu luyện thực lục khí tiết pháp sau, tích lũy lâu dài thành công xé rách gông xiền, tăng thêm vốn có chín tên gông xiền cảnh chiến sĩ, hiện tại xé rách gông xiền, dị nhân, chiến sĩ cũng bất quá mới miễn cưỡng quá nữa, hơn nữa trước kia chín tên gông xiền cảnh bộ lạc cao thủ, hôm nay càng là một cái con. Không có chỗ đột phá, Trầm thước sau đầu càng tiến thêm một bước. Hiện tại toàn bộ kéo vào đại hoang săn bắn, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Dựa theo Lâm Hào kế hoạch, tối thiểu phải đợi đến bộ lạc đội săn bắn tất cả mọi người xé rách gông xiền, thành công đi vào dị nhân, chiến sĩ hàng ngũ, chỉnh thể hoàn thành một hồi lột xác về chất, trước khi chính tên gông xiền cảnh bộ lạc cao thủ bên trong, lại thành công sinh ra vài tên xé rách bốn cái gông xiền thậm chí năm cái gông xiền đỉnh phong chiến lược sau, đến lúc đó lại dết vào đại hoang chính thức mở ra một đường bạo binh hành trình mà giao không tốn công đốn củi nhìn như ở kế tiếp không đến nửa tháng trong thời gian lâm chi bộ lạc sẽ tiến triển rất nhỏ thậm chí còn đem lãng phí nửa tháng thí luyện quý giá thời gian nhưng lâm hạo biết rõ tất cả đều đáng giá một khi sức chiến đấu của lâm chi bộ lạc phát sinh một phen lột xác lông trời lở đất như vậy nửa tháng sau sẽ giống như là một thanh đao nhọn ra khỏi vỏ thấy máu dết vào đại hoang trực đảo hoàng long chính thức thổi lên kèn tiếng công hiên ngang của mình. Chương 7 Tranh phân đoạt dây Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng thảm họa cuối cùng của toàn dân lãnh chúa chương 7 Giành giật từng dây mặc dù trong khoảng thời gian ngắn còn không thể xâm nhập đại hoang tiến hành săn bắn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là những tiến độ khác cũng không thể tiến hành. Hiệu quả rất nhỏ, cũng không có nghĩa là Lâm Hạo sẽ ngồi chờ chết mà hơn 10 gã đại hán đội săn bắn vừa mới đột phá, chính là một cái tốt nhất đột phá khẩu. Bởi vì vừa mới hoàn thành đột phá, cái này hơn 10 tên đội săn bắn đại hán mặc dù là dù thế nào ngày đêm điên đảo không ngủ không nghỉ, điên cuồng tu tập thực lục khí tiết pháp, trong khoảng thời gian ngắn, cũng nhất định rất khó có tiến triển thật lớn. Đây cũng là vì cái gì Lâm Hạo rõ ràng tay cầm thực lục khí tiết pháp, chính mình nhưng không vội trước tiên tu luyện nguyên nhân chỗ lâm hạo không phải là không có nghĩ tới vừa lên liền tăng lên thực lực của mình đã trải qua một đời lâm hạo thập phần rõ ràng dĩ vãng địa cầu linh khí mỏng manh thiếu thốn nhưng là tại địa cầu từ cực nghịch chuyển nhân cảnh không gian trở về vị trí kia một khắc lên cũng đã bắt đầu hoàn toàn khôi phục thiên địa linh khí tụ tập nuôi ngược đợi đến nhân cảnh không gian toàn dân lãnh chúa thiên phú thí luyện sau khi kết thúc địa cầu tất cả mọi người linh hồn trở về thân thể trên địa cầu diện mạo đã giống như thương hải tan điện bình thường đã xảy ra biến hóa kinh người. Các loại đồng thực vật sinh mệnh cấp độ điên cuồng tăng vọt tiến hóa, chọc trời cổ mộc liên miên không ngừng, ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao các loại mạnh thú mảnh cầm phản phất trong một đêm phản tổ, hung uy thẳng bức một ít hồng hoang cự thú. Thế cho nên địa cầu nhân loại vượt qua một cái dài dằng dặc mà lại hắc ám náo động quá độ thời kỳ, tử thương vô số. Ở kiếp trước, cũng có không ít người khứu giác nhạy bén, trong thời kỳ thí luyện liền thông qua phương pháp phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa đơn sơ trong bộ lạc bắt đầu tự thân tu luyện tuy rằng không gian nhân cảnh còn chưa hoàn toàn mở ra thân thể cùng hiện vật không cách nào đi tới đi lui cùng địa cầu cùng không gian nhân cảnh nhưng là sinh mệnh tiến hóa tầng thứ nhưng là khắc sâu ở một người linh hồn chỗ sâu nhất trở về thân thể sau chỉ cần hấp thu cần thiết thiên địa linh khí liền có thể thoải mái trở lại cảnh giới đợi đến thí luyện kết thúc trở về địa cầu sau những người đó đã trở thành trong nhân loại nhóm thứ nhất tiến hóa giả chiếm hết tiên cơ thế nhưng cái này cũng có cái điều kiện tiên quyết đó chính là cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi bế quan không rảnh bận tâm thí luyện sự tình sự thật chứng minh những người đó cuối cùng xuất lĩnh thí luyện bộ lạc đích xác không có từ thí luyện lĩnh chủ bản dết ra thậm chí ngay cả trình độ hạng ba cũng không đạt tới tuy rằng thực lực cá nhân ngay từ đầu chiếm cứ thượng phong thế nhưng thế lực dưới trướng phát triển lại thủy chung tốt xấu lẫn lộn, cũng coi như là một loại thu chi tan du thất chi gốc đông. Đừng nhìn sáng nay lâm chi bộ lạc trong đội săn bắn này hơn 10 tên đại hán sau khi bắt được hô hấp pháp có chỗ đột phá thập phần dễ dàng, đó là bởi vì người ta quanh năm suốt tháng từ một tràng sinh tử chi chiến bên trong tích lũy xuống tới hùng hậu thân thể vốn liếng, trong bọn họ có rất nhiều người thậm chí là đã kẹt ở cái nào đó bình cảnh nhiều năm không chiếm được trọng lĩnh, thế cho nên chậm chạp không có đột phá mà hô hấp pháp giống như là một cái chìa khóa, mở ra trong thân thể bọn họ nhiều năm tích lũy xuống bảo tàng, hết thảy giống như là nước chảy thành sông, tự nhiên không có gì khó khăn. Nếu như để cho Lâm Hạo chính mình bộ thân thể bình thường này từ không bắt đầu tu luyện, cho dù là có cao cấp hô hấp pháp tồn tại, không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ sẽ trách đầu thứ nhất gông xiền. Tu luyện, chỉ có bắt đầu ngưỡng cửa là khó nhất. Lâm Hạo tự nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, ngay từ đầu liền một mực đi truy cầu cá nhân lực lượng, hắn am hiểu sâu tại sắp đến toàn dân lãnh chúa thời đại, dưới trướng thế lực mới là chân chính đặt chân gốc trễ. Dù sao song quyền khó địch tứ thủ. Một thế lực cường đại, vừa rồi đại biểu cho lãnh thổ quốc gia rộng lớn hơn, cùng với tài nguyên khổng lồ hơn. Đương thời, Lâm Hạo trực tiếp hạ lệnh, để vừa mới hoàn thành đột phá hơn 10 tên đội săn bắn đại hán định chỉ thực lục khí tiết pháp tu luyện, ngược lại đầu nhập vào gỗ công tác khai thác trong. Bởi vì giải độc đang trải qua một ngày trước thảo dược thu thập, đã chế tác ra không ít thành phẩm, không cần phải chuyên môn bảo trì một chi đội hái thuốc, hoàn toàn có thể ở trong ngày thường thu thập rau xanh quả giải nhân tiện chiếu cố thu thập. Bởi vậy Lâm Hạo trực tiếp đem hái thuốc đội sáp nhập vào thu thập trong đội ngũ, đồng thời đem trong bộ lạc gần 20 tên tuổi trẻ cường tráng thanh niên nữ tử giải phóng ra phối hợp hơn 10 tên xé rách gông xiền đội săn bắn đại hán tiến hành hái gỗ công tác. Tuy rằng đời này Lâm Hạo cuối cùng là chuẩn bị đi lên bạo binh một đường, nhưng là rùi bỏ dù nhỏ dù sao cũng là thịt. Núi sâu dù sao cũng giấu mảnh hổ, biển rộng cuối cùng cần nạp dòng chảy nhỏ. Thời gian hiện tại, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ quan trọng đối với Lâm Hạo. Tại Lâm Chi bộ lạc đội săn bắn bế quan tu luyện, bộ lạc tiến triển trì trệ không tiến bộ trong thời gian nửa tháng này, có thể đồng thời khai thác một ít gỗ cây tài nguyên hai bút cùng vẽ, tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa có hơn 10 tên xé rách gông xiền dị nhân, đơn vị lao động gia nhập, mỗi ngày có thể khai thác gỗ tài nguyên không thể nghi ngờ cũng sẽ là thập phần khả quan. Cho dù là vẻn vẹn chỉ là xé rách một cái gông xiền dị nhân, vô luận là thể lực hay là giá trị chịu khó, so sánh với đơn vị lao động bình thường đều có sinh mệnh bay vọt, chênh lệch giữa hai người giống như khác biệt vân nê một tên xé rách một cái gông xiền dị nhân, đơn vị lao động, trên lý thuyết mà nói, ước chừng có thể chống đỡ 4 năm tên bình thường đơn vị lao động. Tuy nhiên, kế hoạch không bao giờ bắt kịp với sự thay đổi. Hơn nữa biến hóa này trực tiếp làm Lâm Hạo biến sắc, vội vàng kêu dừng trong bộ lạc tất cả mọi người công tác. Vì trời mưa. Thời tiết vốn là trời quang mây tạnh bỗng nhiên nổi lên mưa phùn lất phất, ngay sau đó mưa càng lúc càng lớn, rất nhanh chuyển hóa thành mưa to dàn dụa. Lâm Hạo cũng không dám ở trong mưa to để cho các lãnh dân đội mưa công tác, vạn nhất đều bị lậu bệnh, không có thuốc đi trị liệu dẫn đến giảm quân số, vậy thì chơi lớn rồi. Bất quá đây cũng không phải chân chính làm cho Lâm Hạo sắc mặt đại biến nguyên nhân chỗ, mà là trận này thình lình xảy ra mưa to, hoàn toàn tại hắn ngoài ý liệu. Hắn nhớ rõ ràng, trong trí nhớ kiếp trước vẫn đợi đến nửa tháng sau đại tuyết phong sơn trước mới bắt đầu mưa, sau đó từ mưa chuyển tuyết, từ góc độ nào đó mà nói, mưa chính là đại tuyết phong sơn điềm báo. Mà hiện tại ước chừng sớm hơn nửa tháng. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Biến hóa này rốt cuộc là bởi vì hắn sống lại đưa tới hiệu ứng bươm bướm, hay là thời kỳ thí luyện nhân cảnh không gian ý chí ngẫu nhiên an bài. Lâm Hạo lo lắng nhất sự tình đúng là vẫn là đã xảy ra, dù là hắn đã hết sức tại tránh cho bởi vì chính mình sống lại dẫn đến thí luyện tiến trình xuất hiện không thể kháng cự biến số, rõ ràng có một đời thí luyện kinh nghiệm lại nhẫn không có nói cho thân bằng hảo hữu, nhưng trước mắt loại tình huống này, tự hồ còn là đã xảy ra. Hết thảy chỉ hy vọng, trận này thình lình xảy ra mưa to, vẹn vẹn chỉ là thí luyện thời kỳ ngẫu nhiên an bài đi, nếu không, ưu thế của ta sẽ biến nhỏ hơn. Đứng ở đơn sơ dưới mái hiên, nhìn bên ngoài mưa to giàn dụa, Lâm Hạo nhẹ giọng thở dài, ánh mắt khép hờ lúc sáng lúc tối giả thiết nếu như mình ngay cả tiên tri tiên giác ưu thế này đều không có, như vậy đến lúc đó mình còn dựa vào cái gì cung cấp quốc gia, tập đoàn tài chính tổ chức, cùng với tập đoàn gia tộc trong hiện thực quái vật khổng lồ cướp đoạt tài nguyên. Ngày hôm nay, Lâm Hạo hoàn toàn mất ngủ. Chương 08 Kiếm chỉ đại hoang Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng toàn dân lĩnh chủ chi cuối cùng hạo kiếp chương 8 kiếm chỉ đại hoang sáng sớm hôm sau mưa to đột nhiên ngừng trời quang mây tạnh nhìn thấy một màn như vậy trong lòng lâm hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm cũng may tình huống xấu nhất trong dự đoán cũng không có phát sinh thở phào nhẹ nhõm đồng thời lần này ngoài ý muốn cũng làm cho chiếm cứ các loại tiên tri tiên giác ưu thế bắt đầu vừa có chút muốn bay lâm hạo một lần nữa đối thí luyện bắt đầu nghiêm túc thận trọng chỉ là trận mưa to này liền khiến cho mình lãng phí một ngày không công cái gì cũng không có tiến triển, không đến thời khắc cuối cùng càng không kết thúc, bất kỳ một phần tê liệt lười biến, đều có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Bởi vậy, mưa to dừng lại, ngoại trừ trong bộ lạc còn không có đột phá đội săn bắn đại hán, tiếp tục tu tập thực lục khí tiết pháp bên ngoài, Lâm Hạo lập tức dựa theo ngày hôm qua an bài, đem Lâm Chi bộ lạc sở hữu lĩnh dân toàn bộ rải ra ngoài. Trong núi không giáp, hàng tận bất tri miên. Nhoáng một cái gần nửa tháng như thời gian trôi qua, trong nháy mắt lặng lẽ trôi qua. Hết thảy đều ở dựa theo Lâm Hạo dự đoán trong tiết tấu phát triển, tại hắn xuất ra thực lục khí tiết pháp dưới tác dụng, non nửa tháng trong thời gian, Lâm Chi bộ lạc chỉnh thể thực lực tự như nổ tung thức bình thường nhanh chóng tăng trưởng. Mỗi ngày đều có người đột phá. Đợi đến kỳ hạn nửa tháng, còn có đêm gần nửa tuần thời gian chấm dứt thời điểm, Lâm Chi bộ lạc đội săn bắn đã ước chừng có được một cổ lấy một tên xé rách bốn cái gông xiền cảnh cầm đầu. Ba tên xé trách ba cái gông xiềng cùng với 29 người ở vào xé trách một cái gông xiềng tới xé trách hai cái gông xiềng không đều làm chủ sức chiến đấu khổng lồ. Vài tên Lâm Chi bộ lạc tộc lão cười đến toe toét, trước mắt Lâm Chi bộ lạc cổ lực lượng này, tuy rằng không thể nói có thể quét ngang phương viên trăm dặm, nhưng ở phụ cận mấy cái nhân tộc bộ lạc bên trong, tuyệt đối đã tính là đỉnh kim tự tháp tồn tại. Hơn nữa, ở đây gần nửa tháng trong thời gian lâm chi bộ lạc thôn dân các ti kỳ chức dựa theo lâm hạo mệnh lệnh vào núi thu thập, cũng là thu hoạch tương đối phong phú. Thống kê sơ lược, ước chừng đã khai thác ra gần hơn 40 phương gỗ, đổi lại cũng chính là hơn 40 điểm thí luyện. Đây là tại đại đa số lâm chi bộ lạc tộc nhân, chiếu cố thu thập dược liệu cùng quả dại duy trì cuộc sống bình thường vận chuyển dưới tình huống thu nhập, nếu không, con số này chỉ sợ còn có thể cao hơn một chút. Hơn 40 điểm thí luyện này, Lâm Hạo hiển nhiên sẽ không để vào mắt. Bất quá mũi dù nhỏ cũng là thịt. Lâm Hạo vốn là không có kỳ vọng thu thập có thể mang đến bao nhiêu kinh hỉ, chỉ là có chút ít còn hơn không. Mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là đặt ở xâm nhập Đại Hoang Sang bắn hung thú hoặc là chinh chiến cái khác nhân tộc bộ lạc phía trên. Đối với việc tiến vào Đại Hoang Sang giết mảnh thú, Lâm Hạo hiển nhiên có chút sốt ruột. Càng ngồi trơ mắt nhìn cái này lãng phí cái này non nửa tháng. Lâm Hạo nói không vội cái kia khẳng định là giả, cũng không biết toàn cầu những kia tinh anh yêu nghiệt ở trong nửa tháng này lấy được như thế nào chiến quả. Hiện tại Lâm Hạo quả thực một phút một giây cũng không muốn ở lâu, thầm nghĩ xuất lĩnh đội săn bắn dết vào đại hoang. Hơn nữa mắt thấy kém không nhiều lắm còn có không đến ba ngày thời gian sắp nên đón bão tuyết phong sơn. Lâm chi bộ lạc nhu cầu cấp bách bổ sung phong sơn sau quá đông đồ ăn, vô luận từ góc độ nào đến xem, binh lâm đại Hoang cũng đã có vẻ cấp bách tộc trưởng hiện tại tùy tiện xâm nhập đại hoang săn bắn quy mô lớn thật sự là quá mức hung hiểm thật sự không cần suy nghĩ một chút sao nhưng mà ngay tại lâm hạo hùng tâm bừng 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 triệu tập nhân thủ sẵn sàng ra trận hết sức một đám lâm chi bộ lạc tộc lão cũng là không đúng lúc vẻ mặt lo lắng trùng trùng đứng ra trước không nói trước mắt đã bắt đầu mùa đông săn bắn đã không giống bình thường đơn giản như vậy dễ dàng bình thường có thể dễ dàng săn được con mồi liệt như thỏ rừng nhím gà rừng các loại con mồi sớm bị vây trong tập tính sinh hoạt ngủ đông hoặc ngủ đông đã khó có thể tìm thấy bóng dáng còn có thể như thường ngày giống nhau không nhìn giá lạnh tại đại hoang bên trong hoạt động sinh vật phần lớn đều đã xé rách gông xiềng dưới tình huống như vậy đối với săn bắn hoạt động hung hiểm trình độ mà nói không thể nghi ngờ lại thật lớn đề cao mấy lần chỉ là lâm hạo đưa ra quy mô lớn săn bắn điểm này bọn họ liền không cách nào hiểu được đứng ở góc độ của bọn họ bọn họ không rõ bạch tộc trưởng vì sao lại cấp tiếng mạo hiểm như thế, theo bọn họ xem ra, đại hoang hung thú là dễ săn giết như vậy sao? Bởi vì tiên thiên thượng ưu thế, ở cùng đẳng cấp bên trong, hung thú sức chiến đấu bản thân liền so với nhân loại cao hơn một mảng lớn, dưới tình huống bình thường, hai gã gông xiền cảnh chiến sĩ có thể hợp lực đem một đầu cùng đẳng cấp hung thú săn giết, đều đã coi là khó lường chiến tích. Dĩ vãn bộ lạc tiến vào đại hoang săn bắn, mục đích chỉ là đạt được có thể thỏa mãn sinh hoạt đồ ăn là tốt rồi, mà lần này tộc trưởng mục tiêu cũng là tận khả năng địa quy mô lớn săn giết mảnh thú. Điều này ở trong mắt các lão nhân giao tiếp với đại hoang nửa đời người, quả thực chính là một loại đầm rồng hang hổ. Chiến sĩ đột phá công xiền cảnh, đối với mỗi bộ lạc mà nói, đều là tinh nhuệ quan trọng nhất, vạn nhất bởi vậy tổn thất thảm trọng, như vậy thực lực của lâm chi bộ lạc tất sẽ giảm mạnh, từ đó đưa tới những bộ lạc nhân tộc khác âm thầm mơ ước một khi xuất hiện kết quả xấu nhất, đúng lúc lại nên làm thế nào cho phải. Không sao, hết thảy ta đều có chừng mực. Lâm Hạo lòng tin tràn đầy, ba ngày sau đại tuyết phong sơn, có gần nửa tháng thời gian căn bản không cách nào ra ngoài hoạt động, Lâm Hạo tự nhiên không muốn lãng phí khoảng thời gian này. Hắn chẳng những muốn tại ngắn ngủn trong thời gian ba ngày săn bắt đầy đủ thịt ăn, hơn nữa còn muốn tận khả năng săn giết đột phá gông xiền hung thú dùng những này có được cường đại sinh mệnh tiến hóa khí huyết huyết nhục tẩm bổ bộ, bộ lạc tráng hán cùng với sở hữu lĩnh dân thúc đẩy tu vi của bọn họ đột phá gia tốc đẩy mạnh kỳ vọng tốt nhất chính là tuyết lớn phong sơn trong thời gian nửa tháng có thể đem trong bộ lạc toàn thể lĩnh dân chỉnh thể sinh mệnh tầng thứ đều toàn bộ đẩy tới gông xiền cảnh kéo lên một chi chân chính quân nhu phụ trợ lực lượng đầy đủ tiến hóa đại quân lâm hạo đã chờ không kịp đại tuyết phong sơn qua đi lại triển khai bạo binh kế hoạch tại hiện tại giờ khắc này, hắn liền muốn chính thức thổi vang tiếng công kèn lệnh, quét ngang hết thảy. Huống chi, đại hoang vốn là hung hiểm vô cùng, trong núi hồng hoang cự thú không lúc nào là không lui tới, kiếp trước thí luyện lúc cũng là như thế. Có một đời trước thí luyện lãnh chúa bản top 100 nhân loại tinh anh yêu nghiệt thành công chi giám, chứng minh con đường này là khả thi được thông. Từ sư phú quý hiểm trung cầu. Càng đảm chết đói, nhát gan chết đói huống hồ bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm xâm nhập đến khu vực trung tâm của đại hoang, vẹn vẹn chỉ là săn bắn ở vùng ven đại hoang, với thực lực tổng thể của đội săn bắn lâm chi bộ lạc hiện nay, không thể nói có thể đi ngang không hề cố kỵ, nhưng gặp phải nguy hiểm gì không thể chống lại, tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Làm ra quyết định sau, lâm hạo mạnh mẽ vang dội, lập tức hạ đạt xâm nhập đại hoang mệnh lệnh, thời gian không đợi người, hiện tại hoàn toàn chính là đang cùng thời gian chạy đua một phút một giây cũng không thể trì hoãn. Một ngùng bác bỏ một đám bộ lạc tộc lão đưa ra nhiều lần cân nhắc về sau, Lâm Hạo rõ ràng một thân một người, sau lưng lại phản phất mang theo 10 vạn hùng binh bình thường, hùng dũng oai vệ khí hiên ngang xuất lĩnh bộ lạc săn bắn đội 33 tên công xiền cảnh Đại Hán, một đầu đâm vào mờ mịt núi rừng nguyên thủy ở giữa. Chương 09 Đại địa Ma Hùng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền ngôi nhà vàng thảm họa cuối cùng của toàn dân lĩnh chủ chương chính. Đại địa ma hùng đại hoang rất lớn. Lớn tới mức nào? Căn cứ vào nhận thức và hiểu biết của Lâm Hạo đối với không gian nhân cảnh kiếp trước, diện tích tổng thể của đại hoang không hề thua kém bất kỳ một phương sơn hải nào trong chính đại sơn hải của thế giới bên ngoài. Thậm chí còn có hơn không bằng, chỉ là vành đai bên ngoài liền ước chừng phạm trù rộng lớn không dưới 9.300 vạn km 2 chớ đừng nói chi là vành đai bên trong cùng khu vực trung tâm. Đại Hoang Mênh Mông, người bình thường cho dù đi cả đời cũng không cách nào đi ra ngoài, bởi vậy ở nhân cảnh không gian bên trong lại có thứ 10 Sơn Hải Mỹ danh. Là một mảnh đất hoang dã thần bí cổ xưa nhất trong không gian nhân cảnh, nơi này là cực lạc tình thổ chân chính thuộc về di chủng thượng cổ cùng với các loại hồng hoang cự thú. Trong năm tháng lâu đời, nơi này mai tán quá nhiều thần thoại cùng quỷ bí, một số địa phương cho dù là nguyên thủy cảnh bên trên, đã hán hóa tự tại đại đế cường giả cũng không dám tùy tiện mạo hiểm đặt chân. Trong núi rừng sâu thẳm, cây cổ thụ rậm rạp che khuất bầu trời, khắp nơi đều là cây cổ thụ thương thiên bốn năm người cùng nhau mới có thể miễn cưỡng ông lấy, quanh năm không thấy ánh mặt trời, dây leo tráng kiện giống như thùng nước rủ xuống giữa rừng rậm, che đậy tầm nhìn đi tới, rừng rậm sâu thẳm, sương mù dày đặc tràn ngập, độc chứng khắp nơi, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Nơi này, cho dù là chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong bộ lạc nhân tộc đại hoang cũng không dám dễ dàng xâm nhập đặt chân trong dãy núi rậm rạp là thiên hạ chân chính của mạnh thú nơi này coi như là đại hoang bộ lạc bên trên tinh nhuệ nhất ưu tú thờ săn cũng không dám dễ dàng xâm nhập thâm sơn rừng rậm bên trong là đám hung thú chân chính thiên hạ mặc dù là ở bên ngoài rì nhất khu vực xé rách một hai cái gông xiềng hung thú đều là bình thường thỉnh thoảng còn có thể đụng tới một cái xé rách ba cái gông xiềng hung thú về phần chân chính bên ngoài khu vực mặc dù là xé rách bốn năm cái gông xiền hung thú đều ở vào chuỗi thức ăn thấp nhất nếu như xâm nhập vào khu vực nội bộ cùng khu vực trung tâm gặp phải di chủng thượng cổ cũng không ngạc nhiên có một đời kinh nghiệm lâm hạo tự nhiên rõ ràng cái này đại hoang trong dãy núi nguy hiểm trình độ dứt khoát hiện tại lâm chi bộ lạc khởi điểm rất thấp cho dù là vẽn vẹn xé rách một cái gông xiền hung thú huyết nhục đều đã có thể thỏa mãn ẩn chứa tiến hóa huyết khí nhân tố bởi vậy, Lâm Hạo xuất lĩnh đội săn bắn cũng không xâm nhập dãy núi, đương nhiên cũng không có cái kia dũng khí, vẹn vẹn là ở biên giới nhất khu vực, triển khai săn giết. Hống Bỗng nhiên, trong rừng rậm nguyên thủy rậm rạp quanh năm không thấy ánh mặt trời, một đạo tiếng gào thét phẫn nộ của mảnh thú long trời lỡ đất, trong nháy mắt phá vỡ sự yên lặng bốn phía, kinh động một mảnh oanh lộ hoảng hốt vung cánh bay cao. Tiếng thú trống phẫn nộ vang vọng cả rừng rậm nguyên thủy sương mù dày đặc bốc lên, vang động cửu thiên vân tiêu, vô số chim chóc tẩu thú từ trong rừng rậm rạp hoảng sợ chạy trốn. Âm âm. Trong rừng núi rậm rạp, đột nhiên từng mảng từng mảng thương thiên cổ mộc cao tới hơn trăm mét ngã xuống, thành thế to lớn, bắn lên bụi mù đầy trời. Hống. Tiếng thú gầm thê lương liên tiếp vang lên, như là trên địa cầu hắc hùng gầm thét, lại có chút bất đồng. Âm âm. Trong núi rừng rậm rạp, một mảnh lại một mảnh cổ mộc chọc trời ngã xuống, đất trung núi chuyển thanh thế to lớn, dọa người tâm phách, bắn lên bụi mù đầy trời. Vân Phong, A à Hổ, mấy người các ngươi mau cuốn lấy nó. Đừng để cho con súc sinh này có cơ hội thở dốc. Lâm nhất, chính là hiện tại. Công kích ánh mắt của nó, đó là khu vực phòng ngự thân thể yếu ớt của nó. Hống. Hống. Tiếng thú gầm thê lương liên tiếp, muốn đánh nát màn nhĩ người. Qua thật lâu, thanh âm dần dần yếu bớt cho đến rốt cuộc nghe không được một lần nữa hóa thành tĩnh mịch. Quanh năm không thấy ánh mặt trời trong rừng rậm, Lâm Hạo cùng Lâm Chi Bộ lạc sang bắn đội đại hán thở hồng hộc mà há to miệng thở hỗn hển, không hề có hình tượng mà ngã chỏng vó trên mặt đất. Bốn phía khắp nơi hỗn độn, hiển nhiên vừa mới kết thúc một hồi kịch liệt giao chiến. Ở trước mặt bọn Lâm Hạo, một con gấu nâu khổng lồ hình thể chừng bốn năm lần gấu đen hiện thế, vết thương trải rộng nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi như suối trào từ vết thương trên thân thể chảy xuôi ra, sớm đã mất đi tất cả sinh cơ. Làm cho người ta giật mình chính là con gấu nâu khổng lồ này cùng loại gấu bình thường trên lệch thật sự là quá lớn. Một đôi công lại dài to lớn răng nanh dữ tợn vô cùng, thoáng như thượng cổ voi ma mút, một cái giống như mãng xà khổng lồ đuôi, càng là cho hắn tăng thêm một phần hung hãn đáng sợ tức. Nhất là đôi mắt thú huyết tinh đỏ thẳm đã mất đi tất cả sinh cơ, hiển thị rõ một loại cùng ngược cùng sát ý lạnh như băng thấu xương. Dị thú thượng cổ, đại địa ma hùng. Lâm Hạo há to miệng thở dốc đồng thời, nhìn chung quanh bốn phía, ngầm đèn ánh mắt chỗ sâu khó nén mãnh liệt kích động. Đập vào trong mắt, cảnh hoang tàn khắp nơi, từng vết nước sâu không lường được giống như mảng xà, giống như mạng nhện trải rộng giữa núi đá, kéo dài tới phương xa. Máu thú đỏ tươi nhuộm đỏ cự thạch, cuồn cuộn không ngừng nhỏ xuống, cộng thêm lông thú thô dài của cự thú, vẫy hàng quan lạnh thấu xương cùng với sừng thú dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình, có một loại khí tức hồng hoang thảm thiết đập vào mặt nghênh đón. Cả mảnh đại địa giống như một phương huyết tinh tu la địa ngục, máu chảy thành sông, thi cốt thành núi, mùi máu tanh sông mũi làm người ta buồn nôn. Lúc này hỗn độn khắp nơi trong rừng núi, ngoại trừ vừa mới mất đi đại địa ma hùng thi thể, cách đó không xa còn có một đầu trên người cắm đầy gai xương thật lớn mạnh thú tê giác lưng có hai cánh màu xanh thương lan cùng với một cái giống như vải nước như vậy tráng kiện hoàng kim trự mãn. Lâm hạo bọn họ đây đương nhiên không phải xông vào cái gì hung thú hang ổ, mà là mỗi khi bọn họ vừa mới giải quyết một đầu hung thú, kịch liệt chiến đấu dư ba rất nhanh liền đưa tới cái khác hung thú, lần nữa đem bọn họ cuốn lấy. Chiến đấu, theo bọn hắn vừa mới bước vào đại hoang núi rừng một khắc kia bắt đầu, liền không có dừng lại qua. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến đội săn bắn của bộ lạc nhân tộc biến sắc khi xâm nhập vào đại hoang. Bởi vì đôi khi, khi ngươi thành công săn giết được một đầu con mồi lúc, cũng không có nghĩa là cuối cùng thành công, nếu như có thể toàn thân trở ra đem con mồi mang về mới là chân chính cần gặp phải khảo nghiệm cùng nan đề. Cái này cũng may mắn hôm nay lâm chi bộ lạc đội săn bắn chỉnh thể thực lực, sớm đã không phục ngô hạ A-mông, à so với nửa tháng trước không biết cường đại gấp nhiều lần, hơn nửa lâm hạo kiếp trước phong phú kinh nghiệm chiến đấu ở một bên chỉ huy mới có lần này chiến quả cái này nếu là dựa theo gần nửa tháng trước lâm chi bộ lạc đội săn bắn vừa mới bắt đầu thực lực chỉ sợ tại buổi sáng bước ra đại hoang một khắc kia lên liền toàn quân bị diệt bất quá dù vậy nửa ngày kịch chiến xuống dưới lâm chi bộ lạc đội săn bắn vẫn như cũ xuất hiện thương vong không nhỏ trước sau cộng lại đã có bốn gã tuổi trẻ hán tử hoặc nhiều hoặc ít treo điểm thải còn có một gã chịu sâu trọng thương thiếu chút nữa mất mạng. Đây vẫn là ở trên đường Lâm Hạo bọn họ cố ý tránh đi thoát khỏi một ít hung thú dày đặc khu vực, chỉ chọn lựa lạc đàn hung thú xuống tay dưới tình huống, nếu không, cái này con số thương vong cũng không phải hiện tại trình độ này. Một con ma hùng, một con tê giác, một con sói, một con cự mãn, đây chính là Lâm Hạo đoàn người hôm nay một ngày thu hoạch. Thô mạc phỏng chừng, này nửa ngày săn giết mảnh thú đã gần 50 thạch, cũng chính là ước chừng 500 thí luyện điểm, lúc này mới bao lâu? Bất quá thời gian một ngày mà thôi. Lâm Hạo hắn từ khi nào đã đánh qua trận chiến giàu có như vậy? Thu hoạch ngày hôm nay cũng đủ để so sánh với toàn bộ kỳ thí luyện kiếp trước của hắn. Khó trách kiếp trước thí luyện bản trước 100 kia ngoan nhân, cuối cùng thu hoạch thí luyện điểm đều là động một chút là mấy vạn đến. Dùng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng khó có thể hình dung nội tâm kích động của Lâm Hạo lúc này tộc trưởng, các huynh đệ đã cực kỳ mệt mỏi, ta thấy hôm nay không bằng chúng ta tới đây trước. Lúc này, thân là Lâm Chi Bộ Lạc săn bắn đội trưởng Lâm Cửu đi tới Lâm Hạo bên người, vẻ mặt đề phòng mà nhìn chung quanh bốn phía u mật núi rừng, hắn cũng là Lâm Chi Bộ Lạc hôm nay cường đại nhất một người, đã xé rách bốn cái gông xiền. Đối với quyết định của Lâm Cửu, Lâm Hạo gật đầu không phủ quyết, bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Nửa ngày này sinh tử tàn khốc chém dép xuống, đội săn bắn các hán tử đều đã quá mệt mỏi, loại này mỏi mệt không chỉ có là trên thân thể còn có trên linh hồn. Hiện nay sức chiến đấu của mỗi người chỉ sợ đều là đã mười không còn một, mặc dù là có thực lục khí tiết pháp gia thân, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào làm được toàn diện phục hồi như cũ, ai cũng không dám cam đoan dây tiếp theo đầu mảnh thú từ nơi nào dết ra, vạn nhất cùng cùng không ngừng bị cuốn lấy, cái kia vui có thể lớn rồi. Còn có một điểm quan trọng nhất chính là, trời sắp tối rồi đại hoang tổ huấn, trời tối đừng ra khỏi cửa. Đại hoang dưới bóng đêm, hệ số nguy hiểm so với ban ngày, không thể nghi ngờ lại tăng lên gấp bội. Dưới tình huống như vậy, thấy tốt liền thu hồi về bộ lạc nghỉ ngơi và hồi phục, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đã được Lâm Hạo khẳng định, Lâm Cửu lập tức kêu gọi đội săn bắn đại hán đem tất cả con mồi phân giải, chuẩn bị rút lui. Không hổ là thợ săn ưu tú được rèn luyện sinh tử từ nhỏ ở trong đại hoang, mặc dù là hôm nay đã mệt mỏi vạn phần, đám đại hán đội săn bắn của bộ lạc Lâm Chi, vẫn dễ dàng khiên con mồi có dáng người không tương xứng với bọn họ lên rồi đi, chỉ là ba bốn mươi người, vậy mà không tới một khắc đồng hồ, liền trực tiếp quét dọn sạch sẽ thi thể hung thú trọn vẹn bốn năm mươi thạch. Đợi đến Lâm Hạo bọn họ thành công rút lui về sau, trời, rốt cục là hắc ám xuống. Đại hoang dưới bóng đêm, có vẻ hết sức lạnh lẽo. Tinh tú điểm điểm, giống như kim cương bạc trải đầy ở trên màn đêm, nhưng trong núi cũng không yên tĩnh, mảnh thú tàn sát bừa bãi, hung cầm quát tháo, sơn giả chấn động, rừng cây sợ hãi, các loại thanh âm đáng sợ ở trong bóng tối dãy núi vạn khe giữa liên tiếp, thẳng muốn xé mở cả phiến thiên địa. Đại hoang ban đêm, không thuộc về nhân tộc. Chương 10 Trên đầu lưỡi truyền nhận Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng toàn dân lĩnh chủ chi hạo kiếp cuối cùng chương 10. Truyền thừa trên đầu lưỡi lâm chi tộc. Nhìn thấy đội săn bắn mang theo nhiều con mồi như vậy trở về, vui vẻ nhất, khi mấy thôn dân của lâm chi bộ lạc, nhìn con mồi cuồn cuộn không ngừng vận chuyển trở về, trong lâm chi bộ lạc tràn ngập tiếng cười vui sướng của bọn nhỏ, vài tên bộ lạc lão cười miệng càng là một mực không có khép lại. Vô luận lúc nào, thức ăn mới là hy vọng duy nhất để sinh tồn trong đại hoang. Có nhiều thịt như vậy, trong thôn bọn nhỏ, liền có tốt hơn khởi bước cơ sở, tuổi trẻ các hán tử cũng sẽ nhanh hơn tiến hóa đến càng cao tầng thứ. Săn giết đến mấy đầu lớn như vậy hung thú, hơn nửa đội săn bắn đám đại hán cơ hộ là hoàng bích trở về, không có một người chết trận, song hỷ lâm môn hạ, khiến cho lâm chi bộ lạc trên dưới hoang hô một mảnh, buổi tối lúc này cử hành một hồi long trọng thịt nướng yến. Ở bộ lạc đầu thôn trên cốc trường, từng khối to lớn thịt khối bị lâm chi bộ lạc đại hán sâu tại to lớn một xoa mặt trên, gác ở trên đống lửa mảnh liệt nướng, mập mạp mềm thịt chất bị liệt hỏa giá nướng vàng ống ánh, mê người thịt hương không ngừng câu động ở đây mỗi một vị lâm chi bộ lạc tộc nhân vị giác. Bởi vì lo lắng lâm chi bộ lạc đại đa số mọi người đều là thể chất bình thường, còn chưa xé rách gông xiền, sợ bị những này xé rách gông xiền hung thú trong máu thịt, to lớn khí huyết năng lượng chống bạo thân thể, lâm hạo tại cùng vài tên tộc lão thương nghị qua đi nghiêm khắc khống chế mỗi một vị tộc nhân lượng thịt ăn. Nam tử trưởng thành có thể ăn hai miếng thịt to bằng bàn tay, mà phụ nữ trẻ em già trẻ thì là nửa miếng tới một miếng. Về phần đội săn bắn đại hán nhóm, tự nhiên liền không có hạn chế này, lấy bọn họ xé rách gông xiền cường đại thể chất, chỉ cần không phải ông tỳ hưu hậu duệ bực này thường cổ di chủng trên đầu gặm, giống như vậy huyết mạch bình thường hung thú thịt ăn, mặc dù là nhiều hơn nữa cũng không cách nào đem bọn họ chống bạo. Cho dù là như thế, không ít bộ lạc thiếu lâm tộc nhân bình thường sau khi ăn xong sắc mặt vẫn như cũ đỏ lên, toàn thân lỗ chân lông bốc lên màu trắng năng lượng sương mù, may mà không có xuất hiện bạo thể kết cục. Thần kỳ cùng kỳ tích của sinh mệnh tầng thứ cao hơn, vào lúc này liền triệt để bày ra, một ít lão nhân trong bộ lạc sau khi ăn máu thịt hung thú, thân thể đã khô héo phản phất như trải qua mưa dầm, đột nhiên bộc phát ra một chút sức sống, khí huyết lưu thông, thoáng như trong một đêm trẻ hơn 10 tuổi cảm giác trong cơ thể có được lực lượng dùng không hết. Mà những kia đội săn bắn tuổi trẻ đại hán lại càng không cần nhiều lời, thân thể bọn họ vốn là rất cường tráng, huyết khí sung túc, ở vào nhân loại thân thể chức năng đỉnh phong kỳ, vốn cũng rất dễ dàng tiến dài đến cao hơn một bước sinh mệnh cấp độ. Hôm nay ăn những này hung thú huyết nhục, lại phối hợp trên những ngày này một mực tu luyện lâm hạo cho thực lục khí tiết phát, sợ đánh xuống nội tình cơ sở, những hán tử này tại chỗ có gần 10 tên thân ảnh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xé rách sinh mệnh bên trong tiếp theo gông xiền. Những người khác mặc dù không thể lập tức đột phá, nhưng Lâm Hạo có thể nhìn ra, bọn họ cách cũng không xa, cũng chính là mấy ngày này công phu, liền có thể lần nữa đột phá. Kỳ thật được lợi lớn nhất, vẫn là những đứa bé chưa phát triển kia. Lâm Hạo biết rõ những này thân thể còn chưa lớn lên tiểu hài tử, sở hữu đắp nặng tiềm năng đến tột cùng có bao nhiêu kinh người, vấn đề chỉ là tại bọn hắn cái này đặt trụ cột vỡ lòng giai đoạn, có thể hay không tốt hơn đem bộ phận này tiềm năng phóng thích ra. Mà máu thịt của những mảnh thú như đại địa ma hùng, vừa vặn là chìa khóa vỡ lòng thiên tư tốt nhất của bọn họ. Dựa theo châm ngôn mà nói, chính là trọng tố căn cốt, những hài đồng này tương lai sau khi lớn lên có được tiềm lực, cũng không phải bậc cha chú của bọn họ có khả năng với tới. Lâm chi bộ lạc là chính hắn, Lâm Hạo tự nhiên hết sức vui vẻ nhìn thấy mình trong trận doanh xuất hiện nhiều như vậy có tiềm lực có tư chất tân sinh lực lượng. Dù sao, những người này đến hậu kỳ đều là tâm phúc của mình, lực lượng trung kiên tuyệt đối. Lâm Hạo cũng cầm lấy một khối nướng tốt hùng trưởng nếm thử một ngụm, đầu lưỡi thiếu chút nữa không bị cắn mất, ngoài cháy trong mềm hùng trưởng, thịt cực non, vị kinh người, bên trong càng là tràn ngập giếng phun khí huyết năng lượng năng lượng huyết khí nhân tố kinh người ở trong cơ thể lâm hạo nhanh chóng phân giải dung nhập vào thân thể từng đợt sương mù màu trắng nhạt từ lỗ chân lông mỗi người bốc lên da thịt cả người giống như lửa đốt đỏ bừng đây là dấu hiệu khí huyết trong cơ thể đột nhiên tăng trưởng quá nhiều ở kiếp trước trong lịch sử đồng dạng không thiếu có rất nhiều người tại thí luyện thời kỳ liền ăn xé rách gông xiền hung thú huyết nhục từ đó mở ra chính mình tiến hóa hành trình đừng hỏi những chủ này lúc ấy là như thế nào não động đại khai đột nhiên nảy ra ý tưởng nghĩ đến muốn ăn thịt hung thú trên thực tế lúc trước cũng có không ít cơ cấu truyền thông muốn phỏng vấn một chút những người này ý đồ muốn hiểu rõ một chút lúc ấy ý nghĩ của bọn họ dù sao ăn hung thú xúc tiến cơ thể sinh mệnh tầng thứ đột phá tiến hóa đây chính là khai sáng nhân loại tu luyện tiến hóa bên trong tiên phong thật lớn xuất tiến toàn dân lãnh chúa thời đại dưới toàn nhân loại chỉnh thể tiến hóa tốc độ nhưng cuối cùng vì nguyên nhân này hay nguyên nhân kia không gì là từ bỏ chỉ có thể quy về thân phận của những người này dường như đều là dân tộc đến từ đông phương đại địa thần bí cổ xưa không có cách nào ai bảo thỏ nhà trồng hoa chúng ta đều có một điểm giống nhau đó chính là thích ăn từ lúc nhân cảnh không gian sống lại toàn dân lãnh chúa thời đại đến trước đông phương đại địa bên trên cổ xưa dân tộc liền sớm lấy mấy ngàn năm mỹ thực văn hóa cùng tham ăn hình tượng nổi tiếng với thế giới Mặc kệ ngươi là trên trời bay trên mặt đất chạy trong nước bơi, có thể động không thể động, toàn bộ mang lên bàn ăn. Ở chỗ này không thể không bội phục vị tổ tiên trồng Hoa gia đầu tiên ăn cua trong lịch sử, lúc ấy đến tột cùng là cái gì cho hắn dũng khí lớn như vậy, cũng dám hạ khẩu với loại sinh vật kiên khôi lợi giáp này. Lương Tĩnh như sao? Dù sao đây chính là tiên phong khai sáng nhân loại ăn cua, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đông phương đại địa bên trên cổ sư dân tộc đối với ăn uống, cùng với truy cầu nguyên liệu nấu ăn cảnh giới, phản phất dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hoài nam tử, lĩnh biểu lục dị liền từng ghi lại nói. Không hỏi điểu thú xa trùng, không gì không ăn. Cái này bắt nguồn từ trên dưới năm ngàn năm mênh mông văn minh sử, chưa bao giờ gián đoạn qua trên đầu lưỡi cổ sư truyền thừa, sớm nhất, thậm chí một lần có thể ngược dòng đến thời đại thượng cổ. Ví dụ như Sơn Hải Kinh nam sơn kinh có ghi lại có thú yên hình dạng như ngu mà bạch nhĩ phục hành nhân tẩu kỳ danh nhật cuồng thực chi thiện tẩu thông tục mà nói chính là thông linh thần thú này cuồng cuồng lợi hại a à, làm thế nào để thể hiện sự lợi hại của nó sau khi ăn xong bước đi như bay lại ví dụ như sơn hải kinh tây sơn kinh ghi lại một quái điểu đương hổ kỳ điểu đa đương hổ kỳ trạng như trĩ dĩ kỳ râu phi thực chi bất ngực mục ý là thần thú này càng thêm lợi hại sau khi ăn vào mắt sáng như đuốc lâm hạo một lần nghiêm trọng hoài nghi sơn hải kinh ngoại trừ là một quyển tiền sử cổ địa cầu thăm dò địa lý thư tịch bên ngoài rất có thể đồng dạng là một quyển thượng cổ hoa hạ tộc tiên dân thế giới sách dạy nấu ăn bách khoa toàn thư bởi vì nếu như không phải sách dạy nấu ăn bình thường chỉ cần ghi chép lại bề ngoài âm thanh đặc thù là được rồi ngươi cùng cái búa này viết ăn có ngon hay không sau khi ăn cụ thể có công hiệu gì ở phương Tây, bất kể là chủng loại thiên tai nào bị tố cáo là sinh vật xâm lấn của chính phủ, đổi lại là vùng đất phương Đông cổ xưa, dường như tất cả đều phải dựa vào nhân công nuôi dưỡng mới có thể miễn cưỡng duy trì được cuộc sống như vậy. Cái gì Tông Hùng, Tiến quân, Scotland, cân bằng sinh thái bị phá hủy, cái gì thủ đô Cuba bị đại quân cu công chiếm, dân bản xứ sợ có độc không dám ăn, cái gì để tiêu diệt cá chép châu Á, nước Cộng hòa Pháp lại có thể đầu độc một hồ nước. Mỗi khi nhìn thấy tin tức như vậy, cư dân mạng trồng hoa đều kích động, vô cùng đau đớn. Phí của trời, phí của trời. Vì cái gì Hollywood mãn lớn một phách tận thế tình tiết, đều là cái gì Godzilla, tiền sử hung thú các loại, trái lại trồng hoa da không có. Sau đó Lâm Hạo ngẫm lại cũng liền thoải mái, nếu quả thật có Godzilla, ở phương đông đại địa trên có thể hay không lớn như vậy chỉ sợ còn là một ẩn số, càng miễn bàn hỗn loạn thế giới. Ngươi có thể ở trước khi trưởng thành bảo vệ tốt chính mình không bị bưng lên bàn ăn, ta trồng hoa gia đều coi như ngươi thắng. Nếu như Godzilla thật sự leo lên cổ xưa đông phương đại địa, chỉ sợ nội dung vở kịch cũng không phải Hollywood mạng lớn, mà là trên đầu lưỡi Trung Quốc.